Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 103. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Cô gái chỉ đáp, thiên đạo, ta biết cô giỏi lừa gạt, cô có thể thử xem. Thiên đạo ngồi xuống một bên, dõi mắt nhìn về chân trời, mục đích của tiên sinh của ngươi là gì? Thấy người kia im lặng, nàng ta cười hỏi tiếp, việc hắn ta muốn làm nhưng lại làm không được, ngươi hẳn cũng hiểu. Cô gái nhìn thiên đạo, là nàng kia đã giết tiên sinh. Thiên đạo cười, đây chính là lý do ngươi vẫn luôn không đi tìm hắn. Cô gái cong môi, hắn không phải tiên sinh, ta đi tìm làm gì? Thấy thiên đạo đứng dậy rời đi, Liên Thiển và Viêm Già tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Người lên tiếng lại là cô gái buông cần, từ bỏ rồi à? Thiên đạo lắc đầu, ta chỉ cảm thấy tiên sinh của các ngươi thật là đáng thương vô cùng. Cô gái buông cần câu bỗng ngẩng phát lên nhìn thiên đạo. Một khắc sau, đất trời u ám như bị hố đen nuốt chửng. Cùng lúc ấy, một luồng uy áp vô hình vồ tới thiên đạo, nhưng nàng ta vẫn không biến sắc. Thấy cô gái nhìn mình, nàng ta chỉ cười, chẳng lẽ không đúng? Hắn lấy mạng mình để trả giá cho vạn thế Thái Bình, nhưng kết quả thế nào? Là những đạo tác do chính tay hắn tạo ra lại không tin tưởng hắn. Cô gái đi đến trước mặt thiên đạo, nhìn nàng ta chằm chằm, ta đã nói rồi. Hắn không phải tiên sinh. Thiên đạo hiên ngang chừng lại, vậy ta hỏi một câu, di nguyện của tiên sinh nhà ngươi, trừ hắn ra còn ai có thể hoàn thành? Cô gái chỉ nhìn thiên đạo, không nói gì. Thiên đạo cười nhạt, chẳng lẽ dựa vào các ngươi? Thấy đối phương chậm rãi khép mắt lại, nàng ta lại nói, các ngươi không giúp hắn, mà là giúp tiên sinh của các ngươi. Cô gái váy trắng kia quả thật đã chém đứt mọi sinh cơ của tiên sinh các ngươi, nhưng các ngươi phải hiểu, người ngấm ngầm ra tay trước là hắn ta. Và lại, ai dám khẳng định hắn không phải tiên sinh các ngươi? Ngươi cứ mãi trách cứ hắn và cô gái kia, nhưng thật ra chẳng có chút căn cứ nào cả. Người chấp cờ ban đầu là tiên sinh các ngươi, Diệp Huyên suy cho cùng chỉ là nạn nhân mà thôi. Dứt lời, thiên đạo xoay người đi, nhưng chưa được mấy bước đã dừng chân, quay lại nhìn cô gái. Hắn hiện nay quả thật rất cần giúp đỡ, nhưng không nhất định phải là các ngươi. Một khi thư phòng mở ra, hắn sẽ hoàn toàn đạt được truyền thừa từ tiên sinh các ngươi, khi ấy vấn đề không còn là các ngươi công nhận hắn hay không, mà sẽ là hắn có thừa nhận các ngươi hay không. Còn nữa, hắn được tiên sinh của các ngươi chọn, vai đeo gánh nặng mà người kia chưa hoàn thành. Đồng thời, hắn cũng là hy vọng cuối cùng của tiên sinh các ngươi. Nàng ta vung tay lên, đất trời lập tức khôi phục trạng thái trước đó. Thiên đạo lướt mắt nhìn bốn phía rồi nói, các ngươi đã rời khỏi tòa tháp kia, có lại tự do, nếu không muốn giúp đỡ dĩ nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tự các ngươi lựa chọn sẽ làm gì, hắn sẽ không ép buộc, ta lại càng không. Lời đến đây, nàng ta mới biến mất ở chân trời. Cô gái buông cần im lặng. Bỗng, Liên Thiển lên tiếng, đại tỷ, ta và Viêm Già sẽ đi tìm hắn. Cô gái nghe vậy bèn nhìn sang, chỉ nghe Liên Thiển nói tiếp, nàng ta nói đúng. Chúng ta không giúp hắn, mà là giúp tiên sinh. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn chính là tiên sinh. Cô gái khẽ cau mày, vì sao? Vì hắn là người được tiên sinh chọn. Liên Thiển nói, đoạn khẽ thi lễ với cô gái, đại tỷ, thiên đạo nói đúng, chỉ có hắn mới hoàn thành được tâm nguyện của tiên sinh. Ta phải giúp hắn. Ta cũng vậy, Viêm Già nói theo. Sau đó, cả hai nhìn nhau rồi cùng xoay người rời đi. Họ vốn đã có hảo cảm với Diệp Huyên, hơn nữa vì tiên tri mà không có chút bài xích nào với hắn. Bởi như lời thiên đạo nói, Diệp Huyên là người được tiên sinh lựa chọn. Bên bờ sông, cô gái còn lại rơi vào im lặng. Chấm chấm chấm. Thiên đạo đang chậm rãi rảo bước nơi cuối chân trời thì không gian trước mặt bỗng nứt ra. Một khắc sau, một thân hình mờ ảo xuất hiện, dần ngưng tụ lại. Người này chính là Quan Âm, sau lưng còn có một lão già. Vừa mới xuất hiện, thần thức của ông ta đã phong tỏa lấy thiên đạo. Nàng ta chớp mắt, ồ, thì ra là Thối à, là Quan cô nương. Cô có việc gì không? Quan Âm cười đáp, ta vốn định diệt Diệp Huyên trước, đối phó các ngươi sau, nào ngờ mới phát hiện làm thế là sai rồi. Phải tiêu diệt ngươi trước mới đúng.
Thiên Đạo hạ giọng, nghĩ vậy sai quá, Diệp Huyên có thư phòng, ta lại không, cô đánh hắn trước mới phải. Quan Âm, thể chất đặc biệt của hắn là do ngươi ban cho. Thiên Đạo đưa tay lên, thể có trời, tuyệt đối không phải ta, không liên quan gì đến ta hết. Quan Âm nhìn nàng ta chằm chằm, thể có trời, Thiên Đạo chính là ngươi, ngươi đang thề với bản thân mình sao? Thiên Đạo thấp giọng thở dài, Quan cô nương à, cô thật sự nên đi tìm Diệp Huyên thì hơn đó. Quan Âm mỉm cười, chúng ta sẽ tìm, nhưng trước đó, ta sẽ giết ngươi. Giờ phút này, ả ta đã biết người tên Thiên Đạo này mới là âm hiểm nhất. Vì vậy phải diệt trừ nàng ta đầu tiên, tránh cho nàng ta dở chiêu trò từ trong bóng tối. Thiên Đạo nhếch môi, đừng như vậy chứ, ta và các người đâu có thù oán gì. Quan Âm dứt khoát, giết. Ả ta vừa dứt lời, không gian quanh Thiên Đạo bỗng nứt toác, mười mấy hơi thở hùng hậu xuất hiện, tất cả đều đến quy nguyên phá giới cảnh. Thiên Đạo thấy vậy không khỏi tròn mắt, cô làm thật à? Quan Âm cười, tất nhiên. Vừa dứt lời, ả đã tung kiếm về phía Thiên Đạo. Thiên Đạo lập tức xoay người, vừa nhấc chân một cái đã chạy đi mấy trăm nghìn dặm, để lại một đám người sửng sốt. Chạy nhanh dữ vậy. Trong lúc họ còn đang ngây ra, Thiên Đạo đã biến mất khỏi vũ trụ tử duy, trở về ngũ duy rồi. Nhóm người. Chạy gì mà nhanh dữ. Quan Âm không truy đuổi, bởi ả ta biết Thiên Đạo cực kỳ mạnh. Tuy nàng ta không ra tay nhưng ả biết thực lực của đối phương tuyệt đối không kém cạnh mình. Rất, rất mạnh. Một lão già đi đến, thấp giọng nói với Quan Âm, thiếu tộc trưởng. Việc cần kíp là tiêu diệt Diệp Huyên, lấy đi thư phòng, giải mối nguy cho linh vực. Quan Âm nhìn nơi chân trời, khẽ nói, chúng ta không giết được hắn. Ả ta vốn rất có lòng tin khi biết cô gái váy trắng, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Huyên, đã đi mất. Nhưng sau hai lần giao thủ, ả mới phát hiện sau lưng hắn ta không chỉ có cô gái kia. Lão già hạ giọng, Diệp Huyên quả thật không đơn giản, đặc biệt là người phụ nữ xuất hiện trước đó. Thực lực của ả. Nhưng thiếu tộc trưởng an tâm, người của chúng ta sẽ lập tức có mặt. Quan Âm bỗng hỏi, linh vực đã đồng ý liên thủ rồi chứ? Lão già, về cơ bản là vậy. Đôi mày ả ta cau lại, về cơ bản. Lão già hạ giọng, thái cổ tộc không có bất kỳ động tĩnh nào, không rõ họ đang nghĩ gì. Quan Âm im lặng một hồi rồi nói, về thôi. Ả ta mang những người khác biến mất. Không lâu sau đó, một người thanh niên bỗng xuất hiện, đi cùng với một ông lão áo đen. Người thanh niên nhìn về chân trời, hỏi, A lão đã điều tra kỹ càng chưa? Người kia đáp, đã điều tra kỹ. Ông ta cong cong ngón tay, đưa một tia sáng đen nhập vào giữa trán người thanh niên. Khoảng một khắc sau, ông ta nói, cô gái váy trắng kia có thể đã đạt đến bán bộ độn nhất. Thanh niên lại nói, theo ta thấy. Nàng ta lại đã đạt đến cảnh giới độn nhất trong truyền thuyết. Ông lão cau mày, sao lại thế được? Đối phương cười, sao lại không? Việc chúng ta không làm được, chưa chắc người khác cũng không làm được. A lão, thiếu chủ có kế hoạch gì không? Sau một hồi im lặng, thanh niên nói, ta không ưa âm linh tộc. A lão biến sắc, thiếu chủ, nếu hợp tác với Diệp Huyên, cậu chẳng khác gì trở thành kẻ thù của toàn bộ linh vực, tuyệt đối không thể. Hơn nữa, nếu linh vực chúng ta cùng nhau phối hợp, hắn chắc chắn không thể chống lại. Cho dù cô gái kia có đạt đến độn nhất cũng phải chết. Thanh niên không nói gì. Đúng lúc ấy, không gian trước mặt gã nứt vỡ, Quan Âm bước ra từ đó. Ả mỉm cười với người thanh niên, các hạ hẳn là thiếu tộc trưởng thái cổ tộc, thái cổ minh. Thanh niên cười, chào quan cô nương. Quan Âm, ta biết minh huynh kiêng kỵ cô gái kia. Nhưng ta đã biết thực lực của ả đến đâu rồi. Thái cổ minh khẽ cau mày, cô biết. Quan Âm gật đầu, ta từng giao thủ cùng một cô bé, nói rằng nàng ta và cô gái kia sàn sàn với nhau. Theo ta thấy, thực lực của cô gái váy trắng đó cùng lắm là bán bộ độn nhất, nhưng vì là kiếm tu nên tuyệt đối hơn xa những người cùng cảnh giới khác. Chỉ cần linh vực chúng ta hợp tác thì cần gì phải sợ. Tất nhiên minh huynh cũng có thể dẫn dắt thái cổ tộc bắt tay cùng Diệp Huyên. Nhưng khi ấy, căn cơ ở linh vực của cả tộc. Ả nói đến đây thì dừng lại, chỉ cười cười.
Thái cổ Minh cũng nhoẻn cười, quan cô nương nói gì vậy, thái cổ tộc ta sao có thể hợp tác cùng Diệp Huyên. Gã dừng một đoạn rồi nói, vậy cô gái váy trắng kia cùng lắm chỉ là bán bộ độn nhất sao? Quan Âm nhìn gã, nếu cô bé kia không nói dối thì đúng vậy. Thái cổ Minh cười, quan cô nương làm sao biết nàng nói thật? Quan Âm lắc đầu, vì chỉ một phân thân của nàng thôi đã mạnh mẽ đến vậy. Cường giả bậc này sao lại có thể nói dối cho được? Điều đó là không thể. Thái cổ Minh gật gù. Bởi vì gã biết, đó chính là lòng kiêu hãnh của một cường giả. Sau một hồi im lặng, Thái cổ Minh mới nói, thật không dám giấu quan cô nương, lần này gia phụ bảo tại hạ đến đây là để ra mắt cô nương, sau đó cùng nhau thương lượng biện pháp đoạt lấy thư phòng. Cuối cùng, gã vẫn quyết định bỏ qua ý tưởng hợp tác cùng Diệp Huyên. Bởi thái cổ tộc không thể đánh cược vào canh bạc này. Nếu liên thủ cùng Diệp Huyên, họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu cho mọi thế lực khác ở linh vực. Như lời Quan Âm đã nói, căn cơ của họ ở đấy sẽ bị hủy trong một sớm. Ngược lại, uy hiếp lớn nhất bên Diệp Huyên chỉ đến từ cô gái váy trắng. Nếu nàng đã là cường giả độn nhất cảnh, thái cổ tộc sẽ dám liều mình hợp tác cùng Diệp Huyên. Nhưng họ lại không biết thực lực chân chính của nàng. Đây cũng chính là lý do vì sao trước đó bọn họ mãi không tỏ thái độ. Chỉ cần cô gái ấy chưa đến độn nhất cảnh, thì như lời A lão nói, nàng sẽ chết. Linh vực hoàn toàn có khả năng tiêu diệt một cường giả bán bộ độn nhất, bởi vì bản thân nó cũng sở hữu những cường giả ở cảnh giới đó. Sau khi biết cảnh giới thật của cô gái váy trắng, Thái cổ Minh không còn do dự nữa. Thái cổ tộc tuy rất mạnh mẽ ở linh vực, nhưng họ cũng không dám đối chọi lại toàn bộ những thế lực khác. Bọn họ không có năng lực này, cũng không cần thiết phải làm điều này. Bởi lấy tình hình trước mắt đến xem, Diệp Huyên hoàn toàn không thể trụ lại trước toàn bộ linh vực. Quan Âm bỗng cười, xin mời Minh Huynh. Thái cổ Minh cũng gật đầu, mời. Hai bên nhanh chóng biến mất. Chấm chấm chấm. Kiếm Tông. Sau khi trở lại đây, Diệp Huyên lập tức đi tìm Lục Sư Tỷ. Nhờ có tử khí, vết thương của nàng ta đang khôi phục rất nhanh chóng. Trong điện, Lục Sư Tỷ nói với Diệp Huyên, ta vừa nhận được tin rằng đang có rất nhiều cường giả xuất hiện ở âm linh giới. Diệp Huyên trầm giọng, hẳn là từ linh vực đến. Lục Sư Tỷ gật đầu, người thấy thế nào? Diệp Huyên im lặng một hồi rồi nói, kiếm tông chúng ta ít người, không thể ngăn được họ. Đúng vậy. Sư tỷ thấy thế nào? Nàng ta nhàn nhạt nói, ngươi là thiếu tông chủ, toàn bộ kiếm tông đều nghe ngươi. Diệp Huyên cười khổ, Lục sư tỷ à, làm vậy hơi giống không trâu bắt chó đi cày đấy. Lục sư tỷ nhìn lại, đừng đùa giỡn. Từ giờ phút này, ngươi chính là thiếu tông chủ của kiếm tông, tương lai của kiếm tông nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên hạ giọng, Lục sư tỷ nghiêm túc ư? Nàng ta nghiêm mặt, ngươi trông ta có giống đang giỡn với ngươi không? Diệp Huyên im lặng rồi nói, kiếm tông chúng ta không đủ người để chống lại linh vực, nhưng nếu tập hợp lực lượng khắp ngũ duy thì sao? Lục sư tỷ lắc đầu, tất cả những người tu luyện ở ngũ duy tập trung lại có thể đánh cân sức với linh vực, nhưng ngươi không thể triệu tập họ đến hết được. Tuy kiếm tông bại, họ cũng sẽ bỏ mạng, nhưng trước giây phút đó, họ tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ. Diệp Huyên gật đầu, ta biết, chuyện không liên quan, mắt điếc tai ngơ. Nhưng nếu là chuyện có liên quan thì sao? Lục sư tỷ nhìn hắn, người có ý gì? Diệp Huyên, lợi ích là thứ duy nhất có thể khiến người trong thiên hạ hành động, nếu cho họ biết linh vực. Lục sư tỷ ngắt lời hắn, ta hiểu ý ngươi, nhưng ngươi phải làm rõ điều này. Mục tiêu của linh vực khi đến đây là ngươi. Ta biết chứ? Diệp Huyên gật đầu. Nói một cách ngắn gọn thì linh vực đến đây chỉ để tìm hắn, người ngũ duy chưa tranh thủ cháy nhà mà đi hôi của đã là vạn hạnh rồi. Còn hỗ trợ ư? Sao có thể được? Con người đều sống vì tư lợi mà. Lục sư tỷ bỗng nói, tất nhiên, chúng ta mà chết thì họ cũng không còn đường sống. Nhưng trước thời điểm ấy, bọn họ sẽ không nguyện ý sống chết cùng ngươi, vì vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình để chống lại linh vực. Diệp Huyên khẽ nói, toàn bộ cường giả kiếm tông, trở về hư vô duy độ. Lục sư tỷ, một khi chúng ta rời đi,
sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Diệp Huyên nhìn lại, chúng ta không đi, người chết sẽ là toàn bộ kiếm tông. Lục sư tỷ không nói gì. Diệp Huyên đứng lên, đi đến cửa đại điện, nhẹ giọng nói, chúng ta sinh ra ở vũ trụ này, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó. Nhưng đó không chỉ là trách nhiệm của chúng ta, mà là của toàn thể ngũ duy. Chúng ta cần đoàn kết lại, nhưng ta biết, lời hiệu triệu lúc này sẽ không được ai hưởng ứng, trừ các bạn bè ở hư vô duy độ. Đã như thế, chúng ta sẽ lùi về nơi đó, cho cường giả linh vực tiến vào. Chỉ cần có người chết, chỉ cần linh vực uy hiếp đến lợi ích của họ, con người ở vũ trụ này sẽ đoàn kết lại, sẽ cùng chiến đấu bên hư vô duy độ. Lục sự tỷ nhìn hắn, chúng ta rời đi, sẽ có rất nhiều người phải chết. Diệp Huyên đi đến trước mặt nàng ta, chúng ta không đi, toàn bộ kiếm tông sẽ chết. Chúng ta chết, vũ trụ này sẽ chết, là tất cả mọi người đều chết. Lục sư tỷ không nói gì. Diệp Huyên trầm giọng nói, chỉ khi mọi người nơi này biết được âm linh tộc đáng sợ thế nào, họ mới có thể đoàn kết lại, vũ trụ này mới được cứu. Linh vực đoàn kết, lục duy đoàn kết, chỉ có ngũ duy là loạn như một nồi cháo heo. Sau một hồi im lặng, lục sư tỷ hỏi, còn thiên đạo thì sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta không nhìn thấu nàng ta, nhưng ta biết nếu để nàng lựa chọn, nàng sẽ chọn cách dùng mạng đổi mạng với toàn bộ sinh linh ngũ duy. Thứ nàng muốn bảo vệ không phải là người, mà là bản thân vũ trụ này. Vì vậy chúng ta mới phải kêu gọi sự đoàn kết từ tất cả cường giả ngũ duy, chỉ có như vậy mới có thể chống lại linh vực. Lục sư tỷ lại im lặng. Diệp Huyên tiếp lời, trận chiến này không chỉ là chuyện của kiếm tông ta, mà là chuyện liên quan đến mọi sinh linh ngũ duy. Chúng ta chết rồi, những người bên ngoài sẽ xem như đương nhiên, thậm chí sẽ có người mong chúng ta chết đi. Rất nhiều người đều như vậy, khi đao chưa rơi xuống đầu thì vẫn bình chân như vậy. Kiếm tông trấn giữ âm linh giới nhiều năm như vậy, hiện nay không thể tiếp tục, mà ta cũng không thể mỗi lần đều phải gọi người, đúng chứ? Nhắc đến việc này là hắn lại đau đầu. Người ở đâu mà lần nào cũng kêu lắm thế? Trừ khi hắn gọi được tông chủ kiếm tông và cô gái váy trắng, còn lại thì không có ý nghĩa gì trong cuộc chiến giữa hai vũ trụ này. Hắn đã nghĩ đến tình cảnh tồi tệ nhất của kiếm tông. Nếu tông chủ không xuất hiện, toàn bộ kiếm tông sẽ táng thân tại đây. Mà khi ấy, vũ trụ này sẽ thật sự tiêu đời. Bởi trước mắt chỉ có kiếm tông mới có khả năng chống lại linh vực, nhưng nhân số của họ quá ít. Nếu có được 1.000 kiếm tu, họ có thể giết ngược lại linh vực, nhưng vấn đề là họ chỉ có hơn 100 kiếm tu. Đừng nói đến những thế lực khác ở linh vực. Nội âm linh tộc thôi cũng đủ để bào sức họ đến chết. Lục sư tỷ bỗng lên tiếng, người đã quyết định. Diệp Huyên, trước khi rời đi, ta sẽ gửi lời hiệu triệu, mời những cường giả khác đến kiếm giới hỗ trợ. Nếu có người đến, chúng ta sẽ tử thủ tại nơi này. Kiếm giới còn, ngũ duy còn. Lục sư tỷ gật đầu, được lắm. Chỉ một thoáng sau, lời hiệu triệu của kiếm tông, dưới sự tuyên truyền của Vu tộc và Thư viện Vạn Duy, lan đi khắp vũ trụ ngũ duy. Ngày đầu tiên, toàn bộ cường giả Vu tộc và Thiên tộc đều đến. Theo sau là Thư viện Vạn Duy, Phù Văn Tông và cường giả Đại Hoang Quốc, ngay cả dị thú kinh và các chính thần như Thái Nhất cũng gấp gáp có mặt. Ngoài ra, không còn ai khác, cho dù chỉ là một tán tu. Diệp Huyên một mực đứng đợi trước đại điện kiếm tông. Ngày thứ ba, không ai đến. Ngày thứ tư, không ai đến. Ngày thứ năm, vẫn không ai đến. Sáng ngày thứ sáu, hắn bỗng xoay người, nói với lục sư tỷ, tất cả lùi về hư vô duy độ. Lục sư tỷ gật đầu. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ cường giả ở kiếm giới đã rút lui. Diệp Huyên ngự kiếm trong vũ trụ với gương mặt vô cảm. Hắn không phải chúa cứu thế, nếu có thể dùng một kiếm phá nát linh vực, hắn sẽ làm để bảo vệ vũ trụ này. Nhưng hắn không thể. Có thể làm gì thì làm nấy. Hắn chỉ muốn bảo vệ những người ở bên mình vào giờ khắc này mà thôi. Chấm chấm chấm. Trong lúc nhóm Diệp Huyên lui về hư vô duy độ, Quan Âm đã dẫn dắt cường giả âm linh giới rời khỏi nơi đó. Ở chân trời, ả ta nhìn về nơi xa, hắn muốn hiệu triệu người ngũ duy đối phó chúng ta. Bên cạnh ả, Thái Cổ Minh gật đầu, nếu toàn bộ sinh linh ngũ duy tập hợp lại,
chúng ta tuy không sợ nhưng cũng sẽ gặp phiền toái. Quan Âm đồng tình, thực lực của Kiếm Tông và Diệp Huyên luôn luôn không thể khinh thường, đặc biệt là tên Diệp Huyên lúc nào cũng có thể gọi người đến giúp. Một chốc sau, ả nói, truyền lệnh ta, lập tức đến hư vô duy độ, không được tổn thương ai trên đường. Một cường giả âm linh tộc tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Quan Âm nhàn nhạt nói, nếu chúng ta ra tay giết người thì sẽ ép cho toàn bộ cường giả ngũ duy tập hợp lại đối phó, trong khi chúng ta chỉ cần nhằm vào Diệp Huyên mà thôi, cường giả nơi này sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đợi giải quyết hư vô duy độ rồi, bọn chúng có liên thủ lại cũng chỉ là một đám ô hợp với chúng ta, rõ chưa? Tên kia khẽ gật đầu, rõ. Quan Âm nhìn về nơi xa, khẽ nói, sau khi đến hư vô duy độ, chúng ta cũng không thể ra tay, chỉ cần bao vây, chờ người đến. Ả hỏi Thái Cổ Minh, Minh Huynh thấy thế nào? Gã gật đầu, như thế là ổn thỏa nhất. Quan Âm mỉm cười, đi thôi. Dứt lời, ả dẫn các cường giả âm linh tộc đi về phía hư vô duy độ. Trên đường đi, không một ai đụng đến một mạng người nào, khiến rất nhiều người ngũ duy vốn đang lo lắng bỗng chốc yên lòng. Bắt đầu có người cười trên sự đau khổ của kẻ khác. Xem kìa, mục tiêu của linh vực chỉ là Diệp Huyên mà thôi, vậy mà hắn còn muốn triệu tập chúng ta chống lại họ, thật là độc địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con người ai cũng vì lợi ích bản thân, Diệp Huyên hắn muốn chúng ta bán mạng vì hắn cũng là bình thường, chỉ tiếc hắn đã tính sai rồi. Tên Diệp Huyên đó à, quá khinh thường người trong thiên hạ rồi. Chấm chấm chấm. Ở một nơi xa xôi trong vũ trụ, có một cô gái tay cầm con cá bỗng dừng bước chân. Không lâu sau, nàng ta tiếp tục đi về trước, để lại một tiếng thở dài vang vọng tinh không. Hư vô duy độ. Đại quân âm linh tộc không ra tay tấn công mà chỉ bao vây quanh hư vô duy độ. Trong một gian đại điện của vu tộc, các cường giả đã tề tựu. Bầu không khí có phần nặng nề. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mỉm cười lên tiếng, chư vị có ý kiến gì không? A Mục, tình hình hiện tại rất bất lợi với chúng ta. A Thiến gật đầu, phải, nghiêm trọng nhất là chúng ta không biết thực lực thật sự của linh vực đến đâu, nhưng chúng lại hiểu biết về chúng ta rõ như lòng bàn tay. Hiện nay, chúng án binh bất động là đang chờ thêm lực lượng. Một khi tất cả cường giả linh vực tập hợp, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngặt nghèo. A Mục hạ giọng, còn một điều đáng quan ngại hơn nữa, đó là thái độ của cường giả ngũ duy bên ngoài trước hoàn cảnh của chúng ta, hầu hết đều là hả hê xem kịch vui. Những lời này khiến mọi người sạm mặt. Bọn họ đều hiểu rõ lần tấn công này của linh vực tuyệt đối không chỉ nhằm vào Diệp Huyên. Chỉ cần hắn vừa chết, toàn bộ người trong vũ trụ ngũ duy cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhưng không phải ai cũng nhìn ra điều này. Việc không liên quan, nhắm mắt làm ngơ. Đây chính là bản tính của con người. Chỉ cần đao chưa rơi xuống đầu mình, họ sẽ không quan tâm người khác sống chết thế nào. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên nói, chúng ta chỉ có thể dựa vào sức mình. Hắn hỏi Lục Sư Tỷ, Lục Di, Kiếm Tông có kiếm trận không? Đối phương gật đầu, tất nhiên. Vậy bày trận. Lục Sư Tỷ đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một người phụ nữ xuất hiện ngoài điện. Ai nấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của ả ta, bởi đây chính là người đã biến mất từ lâu, Ác Ma Nhạn. Ả liếc mắt nhìn thoáng qua những người khác, cười hỏi, chư vị không ngại có thêm ác ma tộc bọn ta chứ? Mọi tầm mắt đổ vào Diệp Huyên. Hắn hỏi Ác Ma Nhạn, tình hình hiện giờ của chúng ta không được tốt lắm, vì sao Nhạn cô nương muốn theo cùng? Ác Ma Nhạn bước vào đại điện, âm linh nói chúng chỉ nhằm vào ngươi, nhưng lời này chỉ có thể lừa gạt bọn ngu xuẩn ngoài kia thôi. Ta biết, chỉ cần ngươi chết, vũ trụ ngũ duy này sẽ không còn ai sống nổi. Thấy hắn không nói gì, ả tiếp lời, ác ma tộc ta tuy không bằng âm linh tộc, nhưng chúng ta cũng không yếu. Diệp Huyên nhìn ả, vậy thì chào mừng. Ác Ma Nhạn mỉm cười, đa tạ. Bỗng nhiên, một luồng uy áp vô hình bao trùm toàn bộ hư vô duy độ. Mọi người thi nhau nhìn ra ngoài, mà Diệp Huyên thì biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện lại bên ngoài hư vô duy độ, trước mặt Quan Âm và trùng trùng điệp điệp cường giả âm linh tộc. Nếu so về sức mạnh,
Kiếm Tông tuyệt đối không sợ âm linh tộc, thậm chí có thể đàn áp, nhưng so về số lượng, bạn họ lại lép vế rất nhiều. Quan Âm nở nụ cười, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên liếc ả ta một cái, sau đó bất ngờ biến mất. Xoẹt. Một tia huyết quang lóe lên. Quan Âm hờ hững dương mắt, tung nắm đấm ra. Quỳnh. Huyết quang nổ tung, ả ta lùi lại mấy trăm trượng trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả âm linh tộc đanh mặt lại. Thái Cổ Minh thì lại bị thanh huyết kiếm trong tay Diệp Huyên hấp dẫn, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Sức mạnh khổng lồ của nhát chém kia có liên quan đến thanh kiếm này, bằng không thì Diệp Huyên không đời nào có thể áp chế một Quan Âm đã đến quy nguyên phá giới cảnh. Đúng lúc này, vô số cường giả vọt ra từ sau lưng Diệp Huyên. Tiên phong chính là kiếm tu kiếm tông. Hắn nhìn Quan Âm, nhếch mép hỏi, Quan cô nương, quy nguyên phá giới cảnh mà chỉ có thế thôi sao? Quan Âm đang định mở miệng thì một lão già quy nguyên phá giới cảnh kế bên bỗng gầm lên, láo xược. Thằng oát nhà mi chỉ có. Nhưng Diệp Huyên đã biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt lão ta. Lão biến sắc, vừa muốn ra tay thì đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ trấn áp. Kiếm vực. Lão già hốt hoảng, không hề nghĩ ngợi mà đấm ra. Diệp Huyên không tránh không né, mặc cho cú đấm của lão nện vào bụng mình. Ầm. Hắn lùi lại trăm trượng, nhưng thủ cấp của lão già cũng bay ra. Máu phun như suối. Những cường giả âm linh tộc khác không khỏi kinh hãi. Về phần mình, Diệp Huyên đang gắng gượng nuốt ngụm máu trong họng xuống. Đôi mắt hắn lạnh lùng quét qua những kẻ còn lại, nói với vẻ khinh thường, cường giả quy nguyên phá giới cảnh mà yếu vậy sao? Quan Âm trừng mắt nhìn, Diệp Huyên. Thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chỉ vào ả, bớt lại nhảy đi, ông đây đếch muốn phí công phu miệng lưỡi với các ngươi. Ta hỏi ngươi, có dám đấu tay đôi với ta không? Quan Âm nhìn hắn chằm chằm, đấu tay đôi. Nói thật, ả đánh không lại Diệp Huyên, bởi vì hắn khắc ả quá nặng nề. Thấy Quan Âm sắp mở miệng, Diệp Huyên bỗng cười gằn, không dám đấu tay đôi thì quần đấu thôi. Đệ tử kiếm tông nghe lệnh, giết sạch bọn chúng, không để tên nào sống sót cho ta. Vừa dứt lời, hắn đã lao ra ngoài. Một tia kiếm quang đỏ như máu vút ngang chân trời, trực chỉ Quan Âm. Uy lực trong đường kiếm này khiến tất cả mọi người rúng động. Ngay cả Thiên Chu hay Chấn Hồn cũng không thể bì được với thanh kiếm hiện tại trong tay Diệp Huyên, bởi nó có thể một mình chém giết một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Khi Diệp Huyên kết hợp với nó, cường giả cảnh giới trên căn bản không phải đối thủ của họ. Thấy Diệp Huyên dẫn theo cường giả kiếm tông lao tới, sắc mặt Quan Âm đanh lại. Hắn muốn liều mạng cùng bọn chúng. Cường giả âm linh tộc còn chưa tề tựu đông đủ, đây chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Với chiến tích sát hại một cường giả quy nguyên phá giới cảnh trong nháy mắt vừa rồi của Diệp Huyên, sĩ khí bên kiếm tông cứ gọi là dâng cao ngất trời. Hơn 100 kiếm tu, tương đương với 100 thanh kiếm sắc xông thẳng vào đội hình âm linh tộc. Mà thế của Diệp Huyên lại càng không thể đỡ. Chính xác mà nói thì cường giả âm linh tộc không biết phải làm gì, khi hắn có thể cắn nuốt cả tử khí và âm khí. Sau khi xông vào hàng ngũ âm linh tộc, Diệp Huyên căn bản không cần phòng thủ, bởi tử khí của chúng chính là thuốc bổ tự nhiên với hắn. Cứ thế, hắn và hơn 100 vị kiếm tu tiến lên với thế như trẻ tre. Đúng lúc ấy, mười mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh đồng loạt cản lại trước mặt họ. Bọn chúng ra tay cùng lúc, nhằm vào cùng một người Diệp Huyên. Hiển nhiên là muốn lấy mạng hắn. Thấy vậy, nhóm Lục Vân Tiên biến sắc, vội vã nhào đến nhưng vẫn là đã muộn. Hàng loạt luồng sức mạnh khổng lồ đã lao đến trước mặt Diệp Huyên. Hắn bỗng vung kiếm lên, chém xuống. Xoẹt. Kiếm quang màu máu phá không mà đi. Quỳnh. Khi nó nổ ra, Diệp Huyên tức tốc lùi lại hơn mấy nghìn trượng. Nhóm Lục Vân Tiên cũng không tiếp tục tấn công mà vây quanh Diệp Huyên. Xung quanh họ lại là cường giả âm linh tộc. Quan Âm bất thình lình xuất hiện trước mặt họ, đi theo bên người ả là 39 vị cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Ả ta lạnh lùng cười, Diệp Huyên, người muốn lợi dụng sĩ khí dâng cao mà tiêu diệt chúng ta, tiếc rằng ngươi đã đánh giá thấp bọn ta rồi.
Đoạn ả quay sang Thái Cổ Minh, Minh huynh, hãy dẫn dắt cường giả Thái Cổ tộc xông vào hư vô duy độ, không chừa lại một mạng. Thái Cổ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyên rồi gật đầu, dẫn theo mười mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh của Thái Cổ tộc xông vào hư vô duy độ. Diệp Huyên bỗng nói, Lục sư huynh, các người lập tức trở lại đó. Lục Vân Tiên nhìn hắn, còn ngươi thì sao? Hắn chỉ cười, cứ nghe ta. Lục Vân Tiên, được. Nói rồi, y lập tức dẫn dắt cường giả kiếm tông trở về hư vô duy độ. Cường giả âm linh tộc muốn ra tay cản đường nhưng bị quan âm ngăn lại. Không lâu sau, người kiếm tông đã thoát khỏi vòng vây của âm linh tộc, trở lại hư vô duy độ, chỉ để lại một mình Diệp Huyên. Quan âm nở nụ cười, người muốn một mình ngăn cản chúng ta. Hắn nhếch miệng, có gì không thể. Ả lắc đầu, không có cô gái váy trắng kia, các ngươi chẳng là các thá gì cả. Diệp Huyên chỉ cười cười chĩa kiếm vào ả, vậy không có âm linh tộc thì ngươi là cái thá gì. Chỉ bằng thế này, ta không cắn nuốt kiếm hay âm linh tử khí của ngươi, hay ta phong ấn toàn bộ tu vi, dùng một trận chiến quyết định sinh tử, dám không? Quan âm lẳng lặng nhìn. Hắn cười khẩy, không à. Ả lắc đầu, chúng ta đang chiếm ưu thế, vì sao phải đơn đả độc đấu cùng ngươi? Ta sẽ không một mình đối chiến ngươi, mà tất cả chúng ta cùng quần ẩu ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Diệp Huyên bật cười, vậy thì đến đây. Vừa dứt lời, máu chảy trong người hắn bỗng sôi lên sùng sục. Một quầng lửa nhanh chóng bao trùm khắp người. Huyết mạch chi lực. Sắc mặt quan âm và cường giả âm linh tộc lập tức vặn vẹo đi. Mùi máu rất giống. Diệp Huyên chậm rãi khép mắt lại, khi mở ra, bên trong chỉ còn là hai biển máu. Quỳnh. Một tia huyết quang phóng thẳng lên trời cao. Chỉ trong chốc lát, vũ trụ đã hóa thành biển máu. Đồng thời, một luồng sức mạnh bí ẩn bao trùm lấy tinh không. Dùng máu tạo vực. Huyết kiếm trong tay hắn cũng chấn động kịch liệt, khí tức ồ ạt tăng vọt. Nó còn đang điên cuồng nuốt lấy sát ý và lệ khí quanh người Diệp Huyên, dần dà phát ra sát ý và khí tức còn mạnh mẽ hơn hắn. Một người một kiếm, kỳ quặc vô cùng. Nhưng lần này, Diệp Huyên vẫn giữ lại một tia thần trí. Nơi xa, quan âm trừng trộ nhìn Diệp Huyên, cảm nhận được nguy hiểm đến từ hắn và thanh kiếm trong tay. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyên bỗng dương mắt nhìn ả, một khắc sau đã biến mất. Đồng tử quan âm co lại, lập tức búng người lùi về sau, không lao lên đón lấy kiếm của hắn khi không dám chắc có thể đỡ. Ả vừa lui, hơn 10 cường giả âm linh tộc đã bay đầu. Máu phun như suối. Đúng lúc ấy, huyết kiếm lại run lên, một luồng huyết quang bỗng bao trùm lấy Diệp Huyên, sau đó là một giọng nói vang lên trong đầu hắn, đừng thanh tỉnh làm gì, lập tức tiến vào trạng thái phong ma, không chết không thôi. Diệp Huyên sửng sốt. Giọng ai thế này? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Là giọng của kiếm linh. Đừng thanh tỉnh ư. Thanh kiếm đang kể chuyện cười gì vậy? Muốn chơi lớn đến vậy sao? Kiếm linh lại nói, chúng muốn giết muội muội ngươi. À! Diệp Huyên bỗng gầm lên, một tia thần trí cuối cùng cũng biến mất. Vào khoảnh khắc ấy, máu trong người hắn bốc cháy, bật lửa khắp tinh không. Ở một nơi xa xôi trong vũ trụ ngũ duy, thiên đạo bỗng quay đầu nhìn lại, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Một hồi sau, nàng ta khẽ nói, suýt nữa quên cha ngươi còn sống, nếu ông ta càng ngày càng mạnh, huyết mạch của ngươi cũng sẽ mạnh lên theo, huyết mạch đang trưởng thành, mẹ nó, chỉ cần cha ngươi còn sống thì huyết mạch của ngươi sẽ không có giới hạn. Mẹ nó, đây không phải gian lận thì là gì? Dường như nghĩ đến điều gì, thiên đạo bỗng lắc đầu. Thành do huyết mạch. Bại cũng do huyết mạch. Chỉ cần cha của Diệp Huyên còn sống, huyết mạch của hắn sẽ không ngừng mạnh lên. Nhưng vấn đề chí mạng nằm ở chỗ Diệp Huyên phải làm sao để nghịch chuyển nó. Sức mạnh càng tăng, càng khó nghịch chuyển. Nhưng lấy tính cách của Diệp Huyên, hẳn sẽ không cân nhắc chuyện này. Có đôi khi hắn vô tâm vô tư thế đấy. Nghĩ vậy, thiên đạo lắc đầu phì cười, tiếp tục đi về nơi xa. Phía dưới, vào giây phút hoàn toàn đánh mất lý trí, khí tức huyết mạch chi lực trên người Diệp Huyên bỗng ồ ạt tăng lên ngùn ngụt. Thanh kiếm trong tay hắn run lên,
hóa thành một tia kiếm quang bay tít ra ngoài. Xoẹt! Một cường giả quy nguyên phá giới cảnh ở đằng xa chưa kịp phản ứng lại đã bị nó lấy mạng trong nháy mắt. Hình ảnh này khiến những người còn lại kinh hãi. Quan Âm cũng không khỏi hốt hoảng, tự hỏi cái quỷ gì thế này? Diệp Huyên mất lý trí lại trở nên mạnh mẽ vậy sao? Vấn đề là vì sao thanh kiếm ấy cũng mạnh đến thế? Ở nơi xa, Diệp Huyên bỗng vươn tay phải ra, để thanh huyết kiếm trở về. Đoạn, hắn đưa kiếm đến trước mũi, nhẹ nhàng hít vào một hơi, trên gương mặt lộ ra vẻ say mê. Mùi máu tươi. Quan Âm nhìn hắn chằm chằm, vung tay lên. Giết, cùng nhau xông lên. Ả vừa dứt lời, toàn bộ cường giả âm linh tộc khắp bốn phía lao về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng phát lên. Chỉ trong chốc lát, không gian trong chu vi mấy vạn dặm hóa thành biển máu. Vài cường giả âm linh tộc có ý chí bạc nhược lập tức bị sát ý và lệ khí ăn mòn thần trí. Sau đó, bọn chúng quay lại tấn công người bên cạnh mình. Không bao lâu sau, hàng ngũ cường giả âm linh tộc đã rối như tơ vò. Thấy vậy, Quan Âm biến sắc kịch liệt, giận dữ quát lên về phía Diệp Huyên. Giết, giết hắn trước tiên. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh của âm linh tộc còn chưa bị ăn mòn lập tức lao đến. Tổng cộng hơn 30 tên. Diệp Huyên đang muốn ra tay thì huyết kiếm bỗng hóa thành một tia kiếm quang đỏ tươi, chui vào giữa mày hắn. Cơ thể hắn run lên. Một khắc sau, Diệp Huyên nhẹ nhàng bước chân phải lên, chắp hai tay lại trước ngực. Một thanh kiếm lặng lẽ ngưng tụ trên tay hắn. Đó chính là thanh huyết kiếm kia. Khi những cường giả quy nguyên phá giới cảnh chỉ còn cách mấy chục trượng, hắn bất thình lình vung kiếm bổ xuống, để một vùng huyết quang lan tràn. Quỳnh! Hơn 30 cường giả quy nguyên phá giới cảnh bị huyết quang ép phải dừng bước. Nhưng chỉ một khắc sau, họ lại hóa thành mấy chục tia sáng đen lao đến. Diệp Huyên cũng không ngần ngại mà xông lên. Một tên cường giả âm linh tộc nện nắm đấm vào gáy hắn, sức mạnh khủng khiếp đến nỗi không gian phía sau hắn vỡ vụn. Nhưng Diệp Huyên không tránh không né, để quả đấm kia nện lên đầu mình. Cùng lúc đó, mũi kiếm của hắn đã xuyên thủng giữa trán đối phương. Phập! Duỳnh! Diệp Huyên bay ngược về phía sau trong nháy mắt. Trong quá trình đó, thân thể hắn không ngừng run lên, đầu cũng bị biến dạng. Nhưng khi dừng lại, đầu hắn đã khôi phục trạng thái bình thường. Ở xa, sắc mặt Quan Âm trở nên xấu xí vô cùng. Thân thể quái quỷ gì thế nào? Diệp Huyên lại xông về trước. Chỉ trong nháy mắt, lại một cường giả quy nguyên phá giới cảnh bị hắn lấy mạng. Căn bản không có ai có thể ngăn hắn lại khi hắn đang dùng mạng đổi mạng. Người khác đấm hắn, hắn có thể ăn trọn, nhưng hắn chém lại một kiếm, không ai có thể đỡ. Thanh kiếm trong tay hắn quá mức biến thái. Có thể nói cho dù không có Diệp Huyên, nó cũng có thể tự mình giết một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Thứ kiếm yêu nghiệt gì thế này? Không lâu sau, đã có vài cường giả quy nguyên phá giới cảnh bỏ mạng. Các siêu cường giả âm linh tộc cũng vô cùng đau đầu với Diệp Huyên. Tử khí không ảnh hưởng đến hắn, vì vậy khi giao thủ, chúng chỉ có thể dùng sức mạnh thân xác thuần túy. Nhưng khi ấy, sức mạnh của chúng lại bị giảm đi rất nhiều. Có thể nói, khi chiến đấu cùng Diệp Huyên, chúng chỉ có thể dùng chưa đến 6 phần sức mạnh, ngoài ra lại không thể dùng tử khí hay âm khí vì sợ sẽ bị Diệp Huyên hấp thu. Thân thể của Diệp Huyên quả thật là trời sinh tương khắc với âm linh tộc. Nơi xa, Quan Âm bỗng nhìn về phía hư vô Duy Độ, thấy Thái Cổ Minh đã lùi lại, bởi chỉ một nhúm người của gã không phải là đối thủ của kiếm tông. Ả ta lại nhìn về phía chân trời, đôi mày khẽ nhăn lại. Ả không cảm nhận được khí tức của cường giả linh vực, nói cách khác là họ vẫn chưa đến ngũ duy. Đúng lúc ấy, lại một cường giả quy nguyên phá giới cảnh của âm linh tộc bị Diệp Huyên đâm kiếm xuyên trán. Vào khoảnh khắc mũi kiếm lún vào, gã ngay tức khắc bị thần hồn câu diệt. Linh hồn có muốn chạy trốn cũng không được khi thanh kiếm đã hủy diệt hết thảy sinh cơ. Kiếm thường tuyệt đối không thể có được năng lực này, nhưng thứ trong tay Diệp Huyên lại không chỉ là một thanh kiếm. Mà là thanh kiếm đã có tư duy. Kinh nghiệm chiến đấu của nó hơn xa bất kỳ ai có mặt ở đây. Diệp Huyên tuy chém chết cường giả quy nguyên phá giới cảnh nhưng bản thân cũng bay ngược ra,
đồng thời chịu một vết đao sâu hóng giữa ngực. Những cường giả kia cũng thông minh, người miễn dịch với tử khí, với kiếm, nhưng không miễn dịch với đao, đúng chứ? Vì vậy, bọn chúng mới rút vũ khí ra, nhưng chúng đã đánh giá thấp khả năng tự chữa lành của Diệp Huyên. Khi dừng lại, thân thể của hắn đã hoàn toàn bình phục. Nhờ vào sinh mệnh chi tâm. Theo lời thiên đạo, chỉ cần hắn không bị giết trong nháy mắt thì sẽ không chết được. Cường giả âm linh tộc không dám đến gần Diệp Huyên vì sợ sẽ bị sát ý ăn mòn thần trí, vì vậy ai nấy đều nấp ở xa xa. Nhưng khi thấy Diệp Huyên một thân một mình chống lại mười mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh, sắc mặt của người âm linh tộc đều trở nên khó xem. Hắn là quái vật phương nào vậy? Mặt mũi Quan Âm xa sầm khi nhận ra ả đã đánh giá Diệp Huyên quá thấp. Ban đầu, ả ta chỉ kiêng kỵ người đứng sau hắn chứ không để ý đến bản thân hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, tình hình sẽ bất lợi với chúng. Đúng lúc này, một lão già âm linh tộc xuất hiện bên Quan Âm, khẽ nói. Khả năng khôi phục của hắn quá nhanh, nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ bị hắn bào mòn đến người cuối cùng. Quan Âm đưa mắt nhìn Diệp Huyên, thần sắc bỗng trở nên dữ tợn. Đi bắt muội muội hắn. Theo thông tin ả ta có được, muội muội Diệp Huyên chính là uy hiếp của hắn. Ả ta vốn xem thường thủ đoạn hạ lưu này, nhưng ả đã không còn cách nào khác. Nếu không bắt được Diệp Liên, Diệp Huyên sẽ không thể bị ngăn cản. Nghe Quan Âm nói vậy, lão già lắc đầu. Không được. Lão dõi mắt nhìn về hư vô duy độ, kiếm tông. Quan Âm cũng nhìn theo, thấy hơn 100 kiếm tu đã bày trận sẵn sàng. Muốn đi vào hư vô duy độ thì phải vượt qua bọn hắn. Ả quay sang nhìn Thái Cổ Minh, chỉ thấy hắn im lặng. Quan Âm, Minh Huynh, người của ta sẽ đối đầu với kiếm tông, người của ngươi đi bắt Diệp Liên, có được không? Thái Cổ Minh do dự một phen, Quan cô nương, chúng ta nên rút lui thì hơn. Quan Âm nhếch mép, lui ư, nếu lui, chúng ta sẽ chết càng nhiều. Thái Cổ Minh không nói gì. Quan Âm nhìn về hư vô duy độ, chiến lực của chúng ta vẫn hơn xa chúng, còn có thể liều mạng. Thái Cổ Minh không lên tiếng, hiển nhiên vẫn còn do dự. Quan Âm đang muốn nói thì bỗng cảm nhận được hơn 10 luồng khí tức hùng mạnh ập đến từ chân trời. Ả ta quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong bộ khôi giáp vàng xuất hiện. Người đàn ông liếc nhìn ả ta, ngươi chính là thiếu tộc trưởng của âm linh tộc. Quan Âm đang định mở miệng thì nghe thấy một giọng nói già nua vang lên trong đầu. Hách Liên Lân của Hách Liên tộc, một trong tam kiệt của gia tộc bọn họ. Quan Âm, thì ra là Hách Liên tiền bối. Hách Liên Lân dõi mắt nhìn, khi thấy trạng thái của Diệp Huyên thì cau mày. Kia chính là Diệp Huyên. Quan Âm gật đầu. Ông ta đánh giá hắn một phen. Huyết mạch của người này, rất mạnh. Quan Âm gật đầu. Huyết mạch của hắn đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta, đặc biệt là nhục thân mạnh khủng khiếp. Hách Liên Lân, thư phòng kia nằm trong tay hắn. Quan Âm nhìn thoáng qua ông ta. Phải. Hách Liên Lân bỗng nhiên biến mất. Ở nơi xa, Diệp Huyên quay phát lại, vung kiếm chém xuống. Uỳnh. Huyết quang nổ tung, Diệp Huyên nháy mắt lùi lại hơn trăm trượng, Hách Liên Lân cũng thế. Khi dừng lại. Hách Liên Lân nhìn xuống tay phải, thấy đã nứt ra một đường, máu tươi lan tràn. Ông ta không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì hắn đã bước tới trước. Mỗi một bước đi đều tạo ra vực, kiếm vực lẫn huyết vực lập tức bao trùm lấy Hách Liên Lân. Sau đó, Diệp Huyên vung kiếm nện xuống. Huyết quang lóe lên trong vực. Hách Liên Lân không dám khinh thường, lập tức đưa tay, gọi một tấm khiên màu đen ra. Dùng tay phải đẩy nó về trước. Uỳnh. Huyết quang đến, tấm khiên đen nứt nẻ, bản thân Hách Liên Lân cũng lùi lại trăm trượng. Khi ông ta dừng lại cũng là lúc tấm khiên hoàn toàn vỡ nát. Sắc mặt ông ta đanh lại, nhìn vào thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Lợi hại. Quan Âm bỗng lên tiếng, Hách Liên tiền bối, người này rất để ý đến muội muội. Nếu chúng ta có thể bắt nó, hắn sẽ tự động đầu hàng. Hách Liên Lân, muội muội hắn ở đâu? Quan Âm chỉ vào hư vô duy độ, ở nơi kia, nhưng có cường giả kiếm tông trấn thủ ở đó.
Ta và cường giả thái cổ tộc có thể giữ chân kiếm tông và Diệp Huyên. Sau một phen im lặng, Hách Liên Lân nói. Được, ta sẽ đi bắt con bé đó. Vừa dứt lời, ông ta dẫn theo cường giả gia tộc Hách Liên xông vào hư vô duy độ. Quan Âm, ngăn cường giả kiếm tông lại. À ta vừa dứt lời, vô số cường giả âm linh tộc và thái cổ tộc cũng nhào đến đoàn người kiếm tông. Kiếm tông bị giữ chân, Hách Liên Lân thuận lợi tiến vào, đi đến phần mộ. Ông lão giữ mộ đứng một bên quan sát, không ra tay ngăn cản. Trong vũ trụ xa xôi, thiên đạo nhìn xuống dưới, không khỏi lắc đầu. Bắt muội muội hắn, ôi, cô bé đó là người có chiến lực cao nhất khắp vũ trụ ngũ duy hiện tại đấy, sao ngay cả muội muội tên này cũng không bình thường chút nào nhỉ? Đúng là không thể trêu vào người có muội muội được. Hách Liên Lân đứng trước phần mộ với gương mặt vô cảm, đang chuẩn bị ra tay thì một cô gái đã xuất hiện trước mặt. Chính là Diệp Liên. Với đôi mắt ẩn chứa hai đốm sáng tối tăm. Hách Liên Lân cười, phải chăng ngươi chính là. Lời vừa ra được một nửa đã dừng lại, nhờ vào bàn tay đang bóp chặt cổ họng ông ta. Không chỉ Hách Liên Lân mà những cường giả gia tộc Hách Liên khác cũng ngớ người. Hách Liên Lân kinh hoàng thốt lên, ngươi. Diệp Liên bỗng dồn sức vào tay phải. Phượt. Đầu của Hách Liên Lân bị nàng ngắt xuống dễ dàng. Máu phun thành cột trông khủng khiếp vô cùng. Hai mắt Hách Liên Lân trợn ngược, trong đầu trống rỗng. Đây là em của Diệp Huyên ư? Tại sao lại còn mạnh hơn cả hắn? Sau khi lấy mạng Hách Liên Lân, Diệp Liên xoay người rời đi. Một tia sáng âm trầm lướt qua, mười mấy cái đầu đẫm máu bay ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Diệp Liên đưa tay, để một ngọn gai vững vàng xuất hiện. Một khắc sau, nàng lại trở về phần mộ. Ông lão trong mộ nhìn những chiếc đầu nằm la liệt bốn phía, không nói gì. Một hồi sau, ông ta lắc đầu, tự hỏi những người này có bệnh hay sao rồi cũng rời đi. Theo ông ta thấy, chừng nào vị đại thần trong phần mộ này còn chưa ra thì âm linh tộc nên thấy vui mới đúng. Thế mà những tên này lại còn chạy đến tìm nàng, không phải ngu xuẩn thì là gì? Bên ngoài âm linh giới, phe Quan Âm vẫn đang gắt gao kềm chân nhóm Diệp Huyên. Nhưng số lượng cường giả âm linh tộc bỏ mạng đang càng lúc càng tăng lên, bởi vì Diệp Huyên đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản. Cho dù là cường giả quy nguyên phá giới cảnh cũng không thể chịu được một kiếm của hắn. Sở dĩ hắn dám dùng mạng đổi mạng là vì hắn có thể đánh đổi được, nhưng những cường giả kia thì không. Bên kia, cường giả thái cổ tộc cũng bị kiếm tu kiếm tông áp chế. Tình hình càng lúc càng bất lợi với phe Quan Âm. Hai mắt Quan Âm vẫn dán vào hư vô duy độ. Chỉ cần bắt được Diệp Liên, bọn chúng sẽ lập tức lật ngược được thế cờ. Đúng lúc này, ông lão trông mộ bước ra, lưỡng lự một chút rồi nói, ta suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn nên đưa cho các ngươi. Ông ta vung tay lên, ném mười mấy cái đầu xuống trước mặt. Đó là đầu của những cường giả gia tộc Hách Liên. Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Quan Âm lập tức trống rỗng. Chết sạch rồi sao? Những cường giả âm linh tộc cũng biến sắc kịch liệt. Ai nấy đều không khỏi cảm thấy luống cuống. Ở nơi xa, sắc mặt thái cổ minh đanh lại. Hách Liên Lân là cường giả quy nguyên phá giới cảnh bao năm qua, vậy mà lại bị sát hại. Không những thế, mười mấy cường giả cảnh giới tương tự của gia tộc Hách Liên cũng chôn cùng. Là ai ra tay? Gã nhìn về phía hư vô duy độ, biết rằng trong đó có cường giả mà chúng không biết tên. Nhưng Quan Âm lại biết là ai. Chính là người phụ nữ sống nhờ trong cơ thể Diệp Liên. Nàng vẫn đang trú ngụ trong người con bé. Sắc mặt Quan Âm thoát cái khó coi cực kỳ, lập tức gào lên, rút lui. Nghe thấy mệnh lệnh, hàng loạt cường giả âm linh tộc nhốn nháo thối lui, bởi nếu tiếp tục liều mạng ở đây thì chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng bọn chúng lui không có nghĩa là Diệp Huyên sẽ ngừng tay. Hắn lập tức đuổi theo, triển khai huyết vực, vô số cường giả âm linh tộc bị nó ăn mòn, bắt đầu quay sang giết hại lẫn nhau. Quan Âm khàn giọng gào lên, ngăn hắn lại, tộc nhân còn lại mau rút lui. À ta vừa dứt lời, hơn 20 cường giả quy nguyên phá giới cảnh đồng lòng nhào đến ngăn cản Diệp Huyên. Cường giả kiếm tông cũng vọt ra, nhưng Quan Âm đã nhảy bổ vào họ.
Ả ta không có cách đối phó với Diệp Huyên, nhưng ả không sợ bất kỳ ai ngoài hắn. Đại chiến tiếp tục. Ở nơi kia, Diệp Huyên điên cuồng vung kiếm chém giết. Gặp cường giả quy nguyên phá giới cảnh, hắn sẽ dùng mạng đổi mạng, nhưng bọn chúng cũng biết khôn lên, không liều mạng với hắn nữa mà chỉ đánh để kềm chế. Ngặt nỗi huyết vực của Diệp Huyên thật sự là quá biến thái. Chỉ cần bị nó bao phủ, cường giả âm linh tộc sẽ bị ăn mòn lý trí, bắt đầu điên cuồng tàn sát. Chỉ có cường giả phá hư cảnh mới có thể miễn cưỡng ngăn lại sát ý do Diệp Huyên thả ra. Tuy Quan Âm và người của Thái Cổ Minh gắng gượng cản bước các cường giả kiếm tông, nhưng chỉ một mình Diệp Huyên cũng đang kềm chế cường giả âm linh tộc. Tình hình càng lúc càng bất lợi cho âm linh tộc. Đúng lúc ấy, chân trời nơi xa xôi bỗng nhiên bị rạch đôi. Một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta nhìn xuống Diệp Huyên ở dưới, đang chuẩn bị ra tay thì thấy một cô gái xuất hiện trước mặt. Là Tiểu Đạo. Nàng ta nói với người đàn ông, ta đợi ngươi lâu rồi. Người đàn ông nhìn nàng ta, các hạ chính là đại tiểu thư của gia tộc ma đạo kia. Tiểu Đạo nhàn nhạt hỏi lại, có liên quan gì đến ngươi? Đối phương cười, nghe rằng cô không muốn kết thông gia cùng người khác nên đã bị gia chủ phong ấn tu vi, đày xuống hạ giới có phải vậy không? Tiểu Đạo lạnh lùng, các ngươi biết nhiều đấy. Người đàn ông, Tiểu Đạo cô nương, chúng ta không có ý đối địch với cô, mà chỉ nhằm vào Diệp Huyên dưới kia. Cô chỉ cần để chúng ta qua, xem như hai bên bình an vô sự, thấy thế nào? Tiểu Đạo, không. Đối phương trầm ngâm, vì sao? Tiểu Đạo lạnh nhạt đáp, vì tên kia là một người tốt. Hắn tốt như vậy, ta không thể thành người xấu. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất. Người đàn ông nhíu mày, đoạn bất thình lình tung nắm đấm ra. Một tiếng huỳnh vang lên, vũ trụ như bị hủy diệt. Nhưng Tiểu Đạo lại không chút nao núng, đáp trả bằng một cú đấm khác. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, vũ trụ hóa thành hư vô, hai bên đồng thời lùi lại hơn vạn trượng. Sau khi dừng lại, Tiểu Đạo vung tay, gọi ra một thanh liêm đao màu đỏ máu. Một khắc sau, nàng ta hóa thành huyết ảnh biến mất giữa tinh không. Toàn bộ vũ trụ ngập tràn bóng mờ đỏ tươi. Người đàn ông trung niên thấy vậy thì không khỏi nhăn mặt. Người con gái này từng là thiên tài của gia tộc ma đạo, ông ta không dám xem thường. Ông ta đưa tay ra, để một ngọn thương màu đen xuất hiện, sau đó giẫm nhẹ chân phải, đâm thương về trước. Xoẹt! Một tiếng xé rách chói tai vang vọng khắp không trung. Bên dưới, Diệp Huyên và các cường giả kiếm tông còn đang liều mạng cùng âm linh tộc. Quan Âm bỗng nhiên dừng tay khi nghe một giọng nói vang lên trong đầu, rút lui. Ả ta nhìn lên, sắc mặt càng trở nên dữ tợn khi nhận ra cường giả âm linh tộc đang bị kềm hãm bởi Tiểu Đạo. Quan Âm không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức xoay lại gầm lên, rút lui. Tất cả rút lui. Đúng lúc ấy, một tia kiếm quang đỏ rực đã chém tới. Chính là Diệp Huyên. Đồng tử Quan Âm rụt lại, Ả ta siết chặt tay phải, vung nắm đấm lên. Quỳnh! Huyết quang lan tràn, Quan Âm lùi lại mấy trăm trượng. Không chỉ vậy mà tay phải Ả ta còn bị trúng kiếm. Thực lực của Diệp Huyên giờ phút này đã vượt ngưỡng bình thường, bởi vì huyết mạch chi lực đã giúp hắn càng lúc càng mạnh, mà lại không có giới hạn cao nhất. Chỉ cần trạng thái phong ma được duy trì, huyết mạch chi lực của hắn sẽ vĩnh viễn không có giới hạn. Từ đó càng lúc càng mạnh lên. Thêm cả thanh kiếm trong tay, cường giả quy nguyên phá giới cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Đặc biệt là âm linh tộc vốn bị hắn khắc chế. Ăn một nhát kiếm của Diệp Huyên vào tay phải, Quan Âm kinh hãi vô cùng, bỗng dưng bừng tỉnh khi nhận ra sức mạnh của hắn càng ngày càng lớn. Nhưng quan trọng nhất là huyết mạch chi lực của hắn còn có thể khiến vô số cường giả âm linh tộc quay sang giết hại lẫn nhau, vì vậy không ai dám đến gần Diệp Huyên. Huyết mạch chi lực này là gì vậy? Quan Âm không khỏi kinh hãi. Đúng lúc này, Diệp Huyên biến mất tại chỗ, đồng tử Quan Âm rụt lại, thét lên với các cường giả âm linh tộc ở xa, lui. Ả ta biết nếu không có biện pháp kềm chế tên điên Diệp Huyên này thì phần thắng của chúng chỉ bằng không. Nghe thấy lời Ả ta, vô số cường giả âm linh tộc rút lui như thủy triều. Nhưng Diệp Huyên đã vọt đến trước mặt Quan Âm, Ả ta vung tay trái,
để một tấm khiên đen chặn lại trước mặt, đón đường kiếm của Diệp Huyên. Uỳnh! Tấm khiên vỡ vụn trong một tiếng ầm vang, Quan Âm thối lui hơn nghìn trượng, sau khi dừng lại thì xoay người, dùng tay nhẹ nhàng rạch ra một khe hở không gian. Khi ả ta vừa vọt vào thì Diệp Huyên cũng lao đến. Các cường giả kiếm tông thấy vậy thì biến sắc, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng khe hở đã khép lại. Sắc mặt Lục Vân Tiên trở nên khó coi. Lục sư tỷ bỗng nói, đến âm linh giới. Sau đó nàng ta lập tức dẫn dắt các kiếm tu bay lên cao. Mục tiêu âm linh giới. Sau khi vọt vào khe hở không gian, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi, còn Quan Âm ở đằng trước không khác gì ngựa phi nước đại. Ả ta căn bản không dám đối đầu với hắn. Nếu hắn không thể cắn nuốt kiếm thì có lẽ ả còn liều mạng một phen, nhưng hắn lại có thể. Khiến một kiếm tu như ả hoàn toàn không có đất dụng võ. Phải trốn. Ả ta cần phải trốn về âm linh giới rồi tìm cách trở lại sau. Diệp Huyên vẫn gắt gao bám sát sau lưng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt Quan Âm tăng tốc đến cực hạn. Chừng nửa giờ sau, không gian trước mặt ả bỗng vỡ ra, một luồng tử khí hùng mạnh ồ ạt cuốn tới. Một khắc sau, ả vọt vào bên trong. Đó chính là âm linh giới. Diệp Huyên không chỉ không dừng lại mà còn trực tiếp xông đến. Hắn vừa đặt chân vào bên trong đã bị vô số cường giả âm linh tộc bao vây, mà dẫn đầu là Quan Âm. Ả ta nói, đây là âm linh giới. Nơi này không có linh khí, người thường đến đây căn bản chính là chịu chết. Nào ngờ, âm khí và tử khí bốn phía bỗng ồ ạt lan tràn về phía Diệp Huyên, không những không ăn mòn được hắn mà còn bị hắn hấp thu. Sắc mặt Quan Âm thoát cái trắng bệch. Nếu để hắn hấp thu hết tử khí và âm khí ở âm linh giới. Giết hắn. Nơi chiến trường bỗng vang lên giọng nói có chút điên dại của Quan Âm. Ả ta không biết nếu Diệp Huyên hấp thụ được hết toàn bộ tử khí của âm linh giới thì sẽ ra sao, nhưng ả ta biết, chuyện này chắc chắn không phải điều tốt lành gì đối với âm linh tộc cả. Nghe thấy lời của Quan Âm, những cường giả âm linh tộc có mặt ở xung quanh lũ lượt kéo về phía Diệp Huyên. Đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên kịch liệt, một khắc sau, một tia kiếm quang màu đỏ lòm đột nhiên chấn động ra từ trước mặt Diệp Huyên. Mấy cường giả quy nguyên phá giới cảnh cầm đầu cũng bị đẩy lùi lại toàn bộ, mà lúc này, Diệp Huyên như biến thành một vòng xoáy màu đen, toàn bộ tử khí và âm khí trong âm linh giới như thủy triều kéo ồ ạt về phía hắn. Trong thời gian ngắn, Diệp Huyên đã bị những luồng âm khí và tử khí kia nhấn chìm. Phía xa xa, Quan Âm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, giết. Hơn 10 cường giả quy nguyên phá giới cảnh bên cạnh ả ta vội vọt qua phía đó, nhưng lúc này, không gian chung quanh Diệp Huyên đã trở nên hư huyễn, bấy giờ, đạo tắc không gian tự ngưng tụ lại giữa hàng mày của Diệp Huyên. Không gian bốn phía lập tức khôi phục lại bình thường. Thấy cảnh này, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh kia hoàn toàn biến sắc, chúng dồn dập thối lui lại. Bây giờ bọn họ căn bản không dám đến gần Diệp Huyên. Ai dám tới gần Diệp Huyên, hắn lập tức liều mạng với người đó. Những cường giả quy nguyên phá giới cảnh này hoàn toàn bó tay với Diệp Huyên. Diệp Huyên không chỉ miễn dịch với tử khí, mà còn có thể dùng kiếm vực phá tan áp chế cảnh giới của họ, nhất là đạo tắc không gian có thể tu bổ và ngưng tụ lại không gian của Diệp Huyên, khiến họ dù có năng lực phá giới cũng thành ra vô dụng. Có thể nói, kiếm vực cùng đạo tắc không gian của Diệp Huyên là khắc tinh trời sinh với quy nguyên phá giới cảnh. Đây rốt cuộc là quái thai nào vậy? Sắc mặt của những cường giả kia ngày càng âm trầm. Diệp Huyên này quả thật là thiên địch của bọn họ. Quan Âm nhìn Diệp Huyên phía xa đang điên cuồng hấp thu tử khí, không biết đang suy nghĩ gì. Thật ra chỗ đáng sợ nhất của Diệp Huyên không phải là thân thể, cũng không phải thanh huyết kiếm kia, mà là huyết mạch chi lực cùng năng lực tự hồi phục của hắn. Từ khi giao thủ với Diệp Huyên đến nay, âm linh tộc đã tổn thất hơn 10 cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Những cường giả này trước khi chết đều khiến Diệp Huyên trọng thương. Thế nhưng tốc độ khôi phục của hắn quá nhanh, phải nói là quá mức nhanh. Có thân thể mạnh mẽ, còn có năng lực tự chữa trị siêu cấp, quan trọng nhất hắn còn là một kiếm tu. Như vậy thì làm sao mà đánh?
Đúng lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, rút lui những cường giả âm linh tộc có mặt ở đấy lũ lượt đưa mắt nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm chậm rãi khép hai mắt lại, rút về linh vực. Nghe thế, sắc mặt của nhóm cường giả âm linh tộc bỗng trở nên vô cùng khó coi. Không cam lòng. Sao bọn họ có thể cam lòng cho bằng được? Vũ trụ ngũ duy này dễ đoạt lấy biết bao nhiêu. Mà bây giờ chỉ vì một tên Diệp Huyên mà bọn họ phải từ bỏ. Nhưng bọn họ lại không còn cách nào khác. Lúc này, Quan Âm đột nhiên đâm hai ngón tay vào hai mắt mình. Phốc! Hai luồng máu tươi lập tức bắn ra từ khóe mắt. Những cường giả âm linh tộc ở đấy đều biến sắc. Một cường giả âm linh tộc thấy thế thì kinh hãi nói, thiếu tộc trưởng, người. Quan Âm siết chặt tay trái lại, ả ta run giọng nói, là ta đã đánh giá thấp thiên đạo, là ta đã đánh giá thấp Diệp Huyên, đây là lỗi của ta, và bởi vì lỗi của ta nên đã khiến vô số tộc nhân chết thảm, Quan Âm ta tội không thể tha. Cường giả âm linh tộc kia định nói tiếp thì Quan Âm đột nhiên ngẩng đầu, hai hàng huyết lệ tràn ra từ trong khóe mắt ả ta tự đại. Sau khi đạt đến quy nguyên phá giới, ta tự nhận vũ trụ ngũ duy không còn ai là đối thủ của mình nữa, đúng là quá buồn cười. Bàn về thông minh, ta không bằng thiên đạo, bàn về thực lực, ta không bằng Diệp Huyên. Bây giờ nhìn lại, ta và cô gái váy trắng kia cũng cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, không, ta căn bản không thể so sánh được với nàng ta. Buồn cười nhất là, lúc trước ta còn vọng tưởng sẽ vượt qua nàng. Vô tri không đáng sợ. Bởi lẽ ai cũng có lúc không biết đôi điều, nhưng đáng sợ chính là không biết bản thân mình vô tri. Quan Âm ta, quả thật ngu không sao tả xiết. Ả ta vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân như có như không đột nhiên vang lên từ trong cơ thể của ả. Cùng lúc đó, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên bạo phát từ thân thể ả ta. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Sắp đột phá. Đúng lúc này. Một giọng nói bỗng truyền đến từ phía chân trời, Tâm Minh, Thần Thanh, Kiếm Biến. Phạm sai lầm không đáng sợ, biết sai thì có thể sửa, có thể tự xét lại, như thế ắt tự tiến bộ. Nha đầu, chúc mừng. Nghe giọng nói này, những cường giả quy nguyên phá giới cảnh ở đấy đều vội vàng thi lễ về phía chân trời, bái kiến tộc trưởng. Phía chân trời, giọng nói kia lại vang lên, về linh vực, bàn bạc lại cho kỹ. Quan Âm nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, ả ta xoay người, dẫn theo cường giả âm linh tộc rời đi. Ở một bên khác, điện chủ võ điện ở thượng giới đã thấy được cảnh các cường giả âm linh tộc rút lui từ phía xa, trầm tư một lúc, không biết là đang nghĩ gì. Đúng lúc này, một giọng nói chợt truyền đến từ phía sau hắn, đi thôi. Nghe thế, võ thương hành cả kinh trong lòng. Ông ta vội xoay người, trước mặt ông ta không xa có một người đàn ông trung niên đang đứng. Võ Thương Hành kinh ngạc nói, sư huynh, huynh tỉnh lại khi nào thế? Người đứng trước mắt là điện chủ tiền nhiệm của võ điện Võ Tĩnh, cũng từng là một trong những cường giả tối cao của vũ trụ lục duy. Võ Tĩnh nhìn Diệp Huyên ở phía dưới rồi khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp thiên đạo, cũng đánh giá thấp Diệp Huyên, càng đánh giá thấp người đứng sau lưng hắn. Võ Thương Hành khẽ nhíu mày lại, người đứng sau lưng hắn. Võ Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên tinh không rồi trầm giọng đáp, người phụ nữ kia, suýt nữa đã hủy diệt toàn bộ lục duy trong một chiêu kiếm. Nghe thế, Võ Thương Hành lập tức biến sắc, khủng bố đến vậy. Võ Tĩnh nhìn về phía Võ Thương Hành, người phụ nữ kia không phải bán bộ độn nhất, mà ít nhất phải là cường giả độn nhất cảnh chân chính. Nói xong. Ông ta lại quay sang nhìn Diệp Huyên, thấy huyết mạch của tên kia không? Huyết mạch của người này vô cùng không đơn giản, ta ở Lục Duy cũng chưa từng gặp phải huyết mạch nào mạnh mẽ như thế. Còn cả kiếm trong tay hắn nữa, thanh kiếm đó vừa là phàm kiếm, vừa là đạo kiếm, một thanh kiếm hiểu về đạo. Vậy là có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó từng là người mạnh mẽ ra sao? Cho dù là chủ nhân của kiếm này, hay cô gái váy trắng, hay cô gái áo bào trắng nọ. Cũng đều không phải là người mà chúng ta có thể đối địch. Võ Thương Hành trầm giọng nói, lẽ nào chúng ta phải buông bỏ sao? Võ Tĩnh nhìn Võ Thương Hành, không buông bỏ, thì chết. Nói xong, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời rồi nhẹ giọng nói, trước kia, ta cảm thấy chế độ của Lục Duy cũng không ổn lắm,
bởi vì đôi khi nó gây ra sự bất công cho rất nhiều người, nhưng bây giờ nhìn lại, chế độ ở nơi đó là tốt nhất. Không có chế độ đó, có lẽ Lục Duy cũng sẽ giống Ngũ Duy và Linh Vực vậy, đều phải trải qua Ngũ Duy Kiếp. Ngũ Duy Kiếp. Võ Thương Hành biến sắc, Linh Vực cũng phải nhận Ngũ Duy Kiếp sao? Võ Tĩnh gật đầu, đây là lý do tại sao bọn họ lại điên cuồng cướp giật thư phòng như vậy, bọn họ muốn sống sót thì chỉ có hai con đường, một là cướp lấy thư phòng, dùng nó để chống lại Ngũ Duy Kiếp. Hai là đến Lục Duy, nhưng đến Lục Duy thì cần phải trả một cái giá quá đắt. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy Diệp Huyên dễ ăn hiếp hơn, đáng tiếc bọn họ đều đã sai. Diệp Huyên này không dễ ăn hiếp một chút nào cả, nhất là bây giờ thiên đạo còn đang đứng về phía hắn. Võ Thương Hành trầm giọng nói, nếu Lục Duy bị cô gái kia dùng một chiêu kiếm đánh trọng thương, như vậy có chăng Linh Vực sẽ từ bỏ Diệp Huyên, đi thẳng đến Lục Duy. Võ Tĩnh lắc đầu, tuy bị trọng thương, nhưng đa phần tổn thương đều là do Liên Hiệp Điện gánh cả, các thế lực khác của Lục Duy không chịu bao nhiêu tổn thất hết. Hơn nữa, có sự tồn tại của vách ngăn vũ trụ, Linh Vực muốn tiến quân đến vũ trụ Lục Duy, khó. Võ Thương Hành cau mày, nói thế là bọn họ vẫn sẽ tìm đến Diệp Huyên. Võ Tĩnh lắc đầu, nếu là ta sẽ không gây hấn với Diệp Huyên nữa, nhưng thực lực và gốc gác của Linh Vực vượt xa chúng ta, suy nghĩ của họ đương nhiên sẽ bất đồng. Cho dù như nào đi nữa, bàn cờ này chúng ta không thể tham gia vào. Võ Thương Hành nhìn về phía Võ Tĩnh, ý của sư huynh là rút lui. Võ Tĩnh gật đầu, rút. Võ Thương Hành do dự một lát rồi nói, Diệp Huyên có thù tất báo, ta sợ hắn. Võ Tĩnh nhẹ giọng nói, nhân quả giữ chúng ta và hắn, cứ để ta cắt đứt. Nói xong, ông ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở hai mắt ra nhìn về phía Võ Tĩnh, trong mắt hắn là một biển máu, khiến người ta không rét mà run. Võ Tĩnh khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Bây giờ ngươi đã cắn nuốt một lượng lớn tử khí và âm khí, những khí này đang chồng chất lên trong cơ thể của ngươi, nếu ngươi không thể tiêu hóa toàn bộ chúng trong thời gian ngắn. Nhưng, ta có thể giúp ngươi. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng ép tay phải về trước, trong phút chốc, một luồng sức mạnh vô hình chặn ngang lại tử khí và âm khí đang ở xung quanh Diệp Huyên. Diệp Huyên hấp thu âm khí và tử khí là điều tốt, nhưng ở đây lại có quá nhiều. Thân thể hắn căn bản không tiêu hóa kịp, nếu tiếp tục như thế, những tử khí và âm khí kia có thể khiến Diệp Huyên nổ tung. Cũng giống như ăn cơm vậy, phải ăn từng miếng mới tốt, còn nếu nuốt một lần toàn bộ vào bụng thì chắc chắn sẽ bị nghẹn chết. Mà chuyện bây giờ Võ Tĩnh cần làm rất đơn giản, chính là khống chế số lượng Diệp Huyên hấp thu, để hắn chậm rãi tiêu hóa. Phía xa xa, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này đây. Công pháp tử nhân kinh của hắn lại lần nữa vận chuyển. Thật ra sau khi thân thể hắn được nâng cấp, tử nhân kinh có thể nói là không còn theo kịp thân thể hắn được, nhưng hiện tại, tử nhân kinh lại phát huy tác dụng cực kỳ lớn. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, xung quanh Diệp Huyên chia thành hai nửa, một đỏ, một đen. Đỏ là do huyết mạch chi lực của hắn, còn đen là do những tử khí và âm khí hắn hấp thu. Mà dưới sự dẫn dắt của Võ Tĩnh, tốc độ hấp thu của Diệp Huyên không chỉ không chậm lại, mà là càng lúc càng nhanh. Thấy cảnh này, trong mắt Võ Tĩnh lóe lên một tia kinh ngạc, ông ta phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp thân thể Diệp Huyên. Thân thể này của Diệp Huyên không chỉ là mạnh mẽ bình thường. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Kiếm chấn hồn. Kiếm chấn hồn không tự mình hấp thụ. Bởi vì Diệp Huyên hấp thu thì cũng tương đương với nó hấp thu, cứ thế, một người một kiếm tiếp tục hấp thụ toàn bộ tử khí và âm khí của âm linh giới. Mà hơi thở của cả hai cũng đang càng lúc càng trở nên mạnh mẽ. Một ngày sau, toàn bộ tử khí và âm khí của âm linh giới đã trở nên vô cùng mỏng manh, thế mà nơi này đang chậm chậm tự bổ sung khí lại cho nó. Đúng lúc này, Võ Tĩnh đột nhiên thu tay về, tích tắc ông ta thu tay đó. Diệp Huyên trước mặt đột nhiên run lên, một cỗ tử khí mạnh mẽ bỗng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Bất tử chi thân lần nữa đột biến. Võ Tĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Huyên tại chỗ vẫn còn đang hấp thụ những tử khí và âm khí kia, mà toàn bộ tử khí cùng âm khí ở âm linh giới đang ngày càng ít đi. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hắn là một màu đen kịt. Hắn xòe lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng áp xuống dưới. Âm. Trong thời gian ngắn, toàn bộ âm linh giới bị vô số tử khí và âm khí bao trùm. Tử vực. Đến hiện tại, hắn đã nắm giữ được ba loại vực, kiếm vực, huyết vực, tử vực. Kiếm vực có thể áp chế cảnh giới, có thể áp chế kiếm tu, mà huyết vực thì có thể áp chế huyết mạch, ảnh hưởng tâm trí, còn tử vực thì lại có thể khiến cho một vùng không gian hình thành một lồng giam chết chóc, tựa như âm linh giới vậy, không có linh khí, người sống chưa tiến vào. Ngoài ra, bất tử chi thân của hắn lại lần nữa đột phá, tử khí không tiêu tan, thân thể bất diệt. Có thể nói bây giờ bất tử chi thân của hắn đã vượt qua người sáng lập. Tử khí ngưng tụ trong vô số năm qua của âm linh giới cuối cùng lại vô cớ làm lợi cho hắn. Đúng lúc này, tử khí trong hai mắt Diệp Huyên đột nhiên biến thành biển máu. Huyết mạch chi lực vẫn chưa biến mất, mà lực lượng của huyết mạch chi lực này cho dù là tử vực cũng không chèn ép được. Dần dần, bốn phía xung quanh lại biến thành một biển máu. Hơn nữa huyết mạch chi lực trên người hắn còn đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Không có giới hạn tối đa. Đúng lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt hắn, khi vừa thấy nàng, Diệp Huyên lập tức cầm huyết kiếm trong tay bổ về phía trước, chiêu kiếm này lóe hào quang đỏ lòm cả đất trời, không gian lập tức nứt toát. Mà đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào trên kiếm quang. Ầm. Kiếm quang lập tức nổ tung. Ngay sau đó, cô gái lại lần nữa búng tay, lần này ngón tay nàng lại điểm lên giữa hàng mày của Diệp Huyên, thoáng chốc, huyết mạch chi lực toàn thân Diệp Huyên lập tức thối lui như thủy triều rút nước. Cô gái quan sát Diệp Huyên một chút, sau đó nàng nắm lấy vai Diệp Huyên rồi bỗng biến mất. Ngay khi Diệp Huyên và cô gái nọ biến mất chưa được bao lâu, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen đột nhiên xuất hiện ngay tại đấy. Người đàn ông áo bào đen nhìn lướt xung quanh, một lát sau, ông ta lại xoay người biến mất ở nơi cuối chân trời. Chấm chấm chấm. Linh vực. Linh vực không thuộc về lục duy, cũng không thuộc về ngũ duy, đây là một nơi tồn tại độc lập ngoài hai vũ trụ kia. Trước kia, linh khí nơi đây có thể so ngang với lục duy, nhưng bây giờ, linh khí nơi này chỉ tương đương với ngũ duy. Ở linh vực có bốn thế lực siêu cấp. Bốn thế lực này chi phối toàn hộ linh vực. Đứng đầu là âm linh tộc có thể nói là bá chủ siêu cấp của linh vực, bởi vì hiện tại âm linh tộc có ba vị cường giả bán bộ độn nhất cảnh, cũng là thế lực có nhiều cường giả ở cảnh giới này nhất. Thứ hai chính là thái cổ tộc có hai cường giả bán bộ độn nhất cảnh, ít hơn âm linh tộc một người, nhưng cường giả quy nguyên phá giới cảnh của họ lại nhiều nhất. Có thể nói, nếu cường giả bán bộ độn nhất cảnh không ra mặt thì thái cổ tộc có thể nghiền ép bất kỳ thế lực nào. Đứng thứ ba là Thánh đường là một giáo phái có đông đảo tín đồ, gần như khống chế hết tất cả các quốc gia ở linh vực, cũng có sức ảnh hưởng lớn nhất ở nơi đấy. Thứ tư là đảo Trích Tiên. Đảo Trích Tiên là một thế lực vô cùng đặc biệt, trên đảo có hai tông môn, một sử dụng kiếm, một sử dụng đao. Quan trọng nhất là từ xưa đến nay hai tông môn này chỉ truyền thừa cho một người. Trên đảo trước giờ chỉ có hai người. Tuy ít người, nhưng không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thường đảo Trích Tiên, bởi vì hai người này thật sự đánh nhau rất giỏi. Âm linh tộc. Trong một gian biệt uyển, trước bàn đá có ba người đang ngồi, theo thứ tự là tộc trưởng âm linh tộc Quan Thánh, cùng với tộc trưởng thái cổ tộc Thái Cổ Nguyên và giáo chủ Thánh Đường Tất Thương. Ở cạnh cách đó không xa cũng có ba người đang đứng, lần lượt là Quan Âm, Thái Cổ Minh, và một cô gái mặc áo bào đen, cô gái nọ đi chân trần, hai tay giấu trong áo, đầu hơi cúi, miệng thầm thì gì đấy. Lúc này, tộc trưởng âm linh tộc Quan Thánh đột nhiên cười nói, hai vị, ta không vòng vo nữa. Hiện tại linh vực chúng ta chỉ có hai con đường, một là tập hợp hết tất cả lực lượng tấn công lục duy, hai là giết Diệp Huyên, đoạt thư phòng. Dùng thư phòng để chống lại ngũ duy kiếp. Hai vị thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên nhẹ giọng nói, vũ trụ lục duy có vách ngăn, hơn nữa còn cách chúng ta quá xa, việc này chúng ta không có phần thắng, mà cho dù thắng thì cũng là thắng thảm.
Còn Diệp Huyên kia, người đứng sau tên này không hề đơn giản, nếu liều mạng với hắn thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Quan Thánh đột nhiên nhìn về phía Tất Thương, đại giáo chủ, huynh thấy sao? Tất Thương nhẹ giọng nói, nghe nói Diệp Huyên này tính tình táo bạo, hở một chút là giết người. Nói đến đây, gã bỗng thấp giọng thở dài, trên mặt ngập tràn sự từ bi cùng thương xót, sinh linh vũ trụ ngũ duy phải sống dưới ách thống trị của người này thì có thể tưởng tượng được bọn họ đã phải bi thảm đến cỡ nào, ta cảm thấy, chúng ta cần đến ngũ duy, giải cứu những sinh linh kia. Thái Cổ Nguyên ở bên chỉ biết lắc đầu. Cướp đồ thì chính là cướp đồ, vậy mà tên này lại nói với vẻ quang minh chính đại như thế. Quan Thánh cười bảo, xem ra ý tưởng của chúng ta đều giống nhau, đến ngũ duy. Lúc này, Tất Thương đột nhiên đứng dậy, gã quay sang hơi thi lễ với Quan Thánh, Quan Huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Quan Thánh vội nói, Tất Thương Huynh, Huynh có việc gì cứ nói thẳng, ta không nhận nổi cái lễ lớn như vậy đâu. Tất Thương nhìn Quan Thánh, lại thi lễ lần nữa, Quan Huynh, nếu chúng ta đến ngũ duy thì kính xin âm linh tộc hạ thủ lưu tình. Đừng nuốt chửng sinh linh cùng người ở đấy. Tất cả đều là sinh mệnh, không sinh mệnh nào đáng bị trà đạp cả. Nghe thế, sắc mặt Quan Thánh mới dịu đi, tên này lại muốn bàn điều kiện với ông ta rồi. Tất Thương này muốn độc chiếm vũ trụ ngũ duy, để chúng trở thành tín đồ của gã. Quan Thánh cười mà không nói. Lúc này, Tất Thương lại bảo, nếu giành được thư phòng, thánh đường ta sẽ không lấy. Quan Thánh híp hai mắt lại, thật à? Tất Thương gật đầu rồi khẽ thở dài, một thư phòng mà thôi, sao quý giá bằng vô số sinh linh sinh mệnh. Phía xa xa, Thái Cổ Nguyên liếc nhìn Tất Thương, lão hồ ly tinh xảo quyệt, rõ là vì thánh đường căn bản không có năng lực để cướp thư phòng kia. Quan Thánh cười nói, ta cảm thấy chúng ta nên bàn về chuyện người đứng sau Diệp Huyên thì hơn. Tạm thời Diệp Huyên không đáng để lo. Nhưng người đứng sau hắn chúng ta lại không thể không đề phòng. Nói xong, ông ta nhìn Quan Âm ở bên, nhà đầu, người nói thử xem. Quan Âm hơi thi lễ với ba người, sau đó nói, phía sau Diệp Huyên có bốn người, một trong số đó là thiên đạo này tuy chưa từng ra tay với âm linh tộc ta, nhưng thân thể Diệp Huyên cường hãn như vậy cũng có liên quan đến nàng ta, hơn nữa, nàng ta cũng thích giở trò trong bóng tối. Thứ hai là cô gái áo bào trắng, người này đã từng xuất hiện dưới hình thức phân thân, thực lực vô cùng mạnh mẽ, ít nhất phải là bán bộ đột nhất. Thứ ba là tiểu đạo, người này là đại tiểu thư của gia tộc ma đạo, nếu thực lực được khôi phục hoàn toàn thì chí ít là bán bộ đột nhất, mà sau lưng nàng ta còn có gia tộc ma đạo. Quan Thánh đột nhiên lắc đầu, yên tâm đi, gia tộc ma đạo sẽ không ra tay vì nàng ta. Quan Âm khẽ gật đầu. Sau đó lại nói, người cuối cùng chính là cô gái váy trắng. Thực lực người này e là đã đạt đến đột nhất. Đột nhất. Nghe thế, ba người ở đây đều nhíu mày lại. Lúc này, Thái Cổ Nguyên đột nhiên lắc đầu, không thể. Quan Âm nhìn về phía Thái Cổ Nguyên cười nói, nếu nàng ta đã đạt đến cảnh giới này thì hoàn toàn có thể càn quét lĩnh vực chúng ta hoặc lục duy. Mà dựa vào quan hệ giữa nàng ta và Diệp Huyên thì nàng ta hoàn toàn có lý do để làm vậy, nhưng nàng ta vẫn chưa làm, chỉ có một giải thích thôi, là nàng ta vẫn chưa đạt đến đột nhất. Quan Thánh cũng gật đầu, lời này có lý, nếu nàng ta đã đạt đến đột nhất, đừng nói là ngũ duy, cho dù là lục duy cũng không ai có thể địch lại một kiếm của nàng ta. Hơn nữa, theo ta được biết, bản thân nàng ta không phải là người lục duy, mà ở vũ trụ ngũ duy này. Sao có thể xuất hiện được cường giả độn nhất cảnh chứ? Nói xong, ông ta nhìn về phía Quan Âm, nhà đầu, tại sao ngươi lại cảm thấy nàng ta là độn nhất? Quan Âm trầm giọng nói, cảm giác. Quan Thánh lại hỏi, ngươi có từng giao thủ với nàng ta chưa? Quan Âm lắc đầu, chưa từng, nhưng ta đã từng giao thủ với một cô bé, thân thể cô bé kia vô cùng mạnh mẽ, đối phương cũng từng nói thực lực của mình ngang tầm với cô gái váy trắng. Nếu con bé không nói dối thì thực lực của cô gái váy trắng ở tầm bán bộ độn nhất cảnh. Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, vậy thì hợp lý rồi. Cô gái kia hẳn là bán bộ độn nhất cảnh, có điều đối phương là kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm tu siêu cấp, sức chiến đấu chắc chắn mạnh mẽ hơn cường giả bán bộ độn nhất cảnh bình thường, giống như hai vị ở đảo Trích Tiên kia. Nghe vậy, sắc mặt Quan Thánh và Tất Thương đều thay đổi.
Trên đảo Trích Tiên cũng có một vị kiếm tu tuyệt thế, hơn nữa cũng là bán bộ độn nhất cảnh. Thực lực của đối phương có thể nói là tùy ý đè bất cứ ai trong số họ ra đánh tơi bời cũng được. Đây chính là lý do tại sao đảo Trích Tiên chỉ có hai người, nhưng lại được xếp vào bốn đại thế lại ở linh vực. Tất Thương đột nhiên nói, Quan huynh không mời hai người họ sao? Quan Thánh cười khổ, mời rồi, nhưng lại không được hồi âm nào cả. Hay là Tất Thương huynh mời thử đi? Nghe thế, Tất Thương lập tức lắc đầu, trên đảo toàn là nữ, ta không tiện. Quan Thánh liếc nhìn Tất Thương, người không tiện cơ à? Hay là không dám đi? Kiếm tu đều có chút tính xấu, hở một tí là ra tay đánh người, có thể nói chỗ đó là nơi cả ba thế lực bọn họ đều vô cùng không muốn trêu vào. Quan Thánh đột nhiên nói, vậy xem ra uy hiếp lớn nhất với chúng ta là cô gái váy trắng kia, nhưng cô gái váy trắng đã rời đi rồi, nói cách khác, chỉ còn lại tiểu đạo, thiên đạo và cả A-la kia nữa. Nói xong, ông ta đứng lại, rồi lại tiếp lời, ba người này với chúng ta mà nói thì không đáng để lo. Có điều vẫn không thể xem thường được, vì vậy ta kiến nghị, lần này đến vũ trụ ngũ duy, ba bên chúng ta đều phải ra tất cả cường giả mình có, không được giữ lại bất cứ ai. Sau khi giải quyết Diệp Huyên, chúng ta sẽ định cư ở ngũ duy, sau đó dùng thư phòng lên kế hoạch với lục duy kia, hai vị thấy thế nào? Thái Cổ Nguyên trầm mặc một lát rồi nói, được. Quan Thánh nhìn về phía Tất Thương, Tất Thương đột nhiên nói, lỡ như cô gái váy trắng kia là độn nhất cảnh thì sao? Nghe thế, Quan Thánh ngây cả người, sau đó cười đáp, nếu nàng ta là độn nhất cảnh thì sao? Lẽ nào hai vị không muốn giao thủ với cường giả độn nhất cảnh? Hơn nữa, một trận chiến liên thủ, cho dù là cường giả độn nhất cảnh thì thế nào? Nói thật, nếu thật sự đối đầu với cường giả độn nhất cảnh, nói không chừng chúng ta vẫn có thể tiến thêm một bước đấy. Trong giọng nói ngập tràn sự tự tin. Ba người cùng nhau ra tay. Nghe được lời này của Quan Thánh, Thái Cổ Nguyên và Tất Thương đồng thời khẽ gật đầu. Bọn họ đã đạt đến cảnh giới bán bộ độn nhất từ vạn năm trước kia, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cường giả độn nhất chân chính, nhưng đều cho rằng chỉ cần cùng ra tay thì chắc chắn sẽ có cơ hội giết chết. Không lâu sau, các cường giả linh vực lên đường nườm nượp kéo đến vũ trụ ngũ duy. Trong đó có ba vị bán bộ độn nhất, chừng 149 vị quy nguyên phá giới cảnh có hơn 1000 người, mà từ chúa tể cảnh trở xuống lại có hơn 10000. Có thể nói, thanh thế này mạnh hơn ngũ duy gấp trăm lần, cho thấy linh vực đã bị buộc đến đường cùng trong sự kiện với vũ trụ ngũ duy và thư phòng của Diệp Huyên này. Chấm chấm chấm. Không biết đã trải qua bao lâu, khi Diệp Huyên mở mắt, đập vào tầm mắt là gương mặt quen thuộc của thiên đạo. Nàng ta chớp chớp mắt hỏi, tỉnh chưa? Hắn hít sâu một hơi, cô cứu ta sao? Nàng ta cười, xem như vậy đi. Diệp Huyên ngồi dậy hỏi, âm linh tộc đâu? Thiên đạo cầm một quả táo lên, bắt đầu gặm, đã lui về linh vực rồi, nhưng bây giờ lại tới, còn mang theo toàn bộ cường giả linh vực. Quả nhiên giữa Lục Duy và ngươi, họ đã lựa chọn vế sau. Giọng Diệp Huyên trầm xuống, toàn bộ cường giả linh vực. Thiên đạo gật đầu, có một tin tốt và một tin xấu, người muốn nghe tin nào? Tin xấu. Nàng ta cười, đó là toàn thể cường giả linh vực đã được điều động, trong đó có ba người bán bộ độn nhất, 149 quy nguyên phá giới cảnh. Diệp Huyên bỗng kêu lên, nói tin tốt đi. Thiên đạo tròn xoe mắt nhìn trước khi bật cười, tin tốt là ba người có chiến lực cao nhất linh vực đều không đến. Diệp Huyên tỏ vẻ tò mò, ba người chiến lực cao nhất. Thiên đạo gật đầu, hai người ở đảo Trích Tiên, người còn lại là một lão già cõng dương trúc vô cùng thần bí. Diệp Huyên, hình như cô rất hiểu biết về linh vực. Nàng ta cười, ta cũng biết rõ về lục duy lắm. Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên hỏi, vũ trụ ngũ duy tuyệt đối không thể chống lại linh vực, đúng không? Thiên đạo gật đầu, trước mắt mà nói thì không có lấy một phần cơ hội. Diệp Huyên hỏi, mộ cô nương có thể chỉ điểm không? Thiên đạo khẽ mỉm cười, được, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ chính là rời khỏi nơi này, đến vũ trụ lục duy. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể mở cửa sau cho ngươi. Diệp Huyên hạ giọng, ta có thể đưa bạn bè đi cùng không? Không, nàng ta lắc đầu.
Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Vì họ yếu hơn ngươi. Thân thể của ngươi có thể chịu đựng được vách ngăn vũ trụ, họ thì không. Nhưng ngươi có thể mang vài người đi, tỉ như mấy vị hồng nhan chi kỷ chẳng hạn. Lần này đến Diệp Huyên lắc đầu, không được. Thiên đạo khó hiểu, vì sao? Vẫn còn thư viện Vạn Duy, Phù Văn Tông, Phù Tộc, Thiên Tộc, và rất nhiều bạn bè khác của ta ở hạ giới. Thiên đạo xòe tay, vậy ngươi chỉ còn lựa chọn duy nhất là ở lại đương đầu với linh vực thôi, nhưng mà thật sự không có phần thắng đâu. Thấy hắn im lặng, nàng ta tiếp lời, còn nhớ ta từng nói gì không? Có sức gì thì làm việc đó, đừng làm những việc không biết lượng sức. Diệp Huyên nhẹ giọng, có một số việc, biết không thể làm, nhưng không thể không làm. Thiên đạo cười, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Diệp Huyên, thiên đạo cô nương, vì sao linh vực lại tấn công ngũ duy rầm rộ như vậy? Thiên đạo đặt quả táo trong tay sang bên, cười đáp, bởi vì cường giả linh vực cách đây không lâu đã hủy diệt linh của nơi đó, à không, phải là hấp thụ nó mới đúng. Họ muốn dùng phương pháp này đã đột phá đến độn nhất cảnh, tiếc rằng lại tính sai rồi. Để đạt đến độn nhất, không phải chỉ cần chiếm đoạt linh khí là có thể làm được. Dù sao thì hấp thụ linh cũng có chỗ tốt với họ, nhưng sau khi nó biến mất, linh khí của linh vực giảm sút kịch liệt. Nói đơn giản hơn thì linh vực đã tiến vào hình thức tự bảo vệ mình, tức là người ở đó cũng phải đối mặt với ngũ duy kiếp. Diệp Huyên hạ giọng, họ cũng không ngăn cản được ư. Thiên đạo, sẽ được nếu mấy vị đứng đầu kia bằng lòng hy sinh mình. Tất nhiên là cũng chỉ cứu được một bộ phận thôi, nhưng người nghĩ liệu họ có chịu không? Diệp Huyên lấy thư phòng ra, hỏi, thứ này thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp. Hắn đã từng hỏi câu này một lần, nhưng nay vẫn muốn hỏi lại. Thiên đạo nhìn thứ trên tay hắn, gật đầu, phải. Thấy mặt hắn toát ra vẻ nhẹ nhõm, nàng ta lại nói, nhưng cũng vô ích thôi. Diệp Huyên khó hiểu, nghĩa là thế nào? Thiên đạo chỉ cười cười khiến Diệp Huyên cũng không biết phải nói gì. Sau đó nàng ta mới đáp, nói thật với ngươi nhé, trong thư phòng quả thật có biện pháp ngăn chặn ngũ duy kiếp, nhưng ngươi có biết vì sao tiên tri vẫn lựa chọn biến mất không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Thiên đạo, bởi vì hắn biết làm thế chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thư phòng có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, nhưng sau đó thì sao? Liệu nó sẽ không bao giờ đến nữa ư? Ồ, sẽ còn đến chứ? Diệp Huyên không nói gì. Thiên đạo cười, đừng nghĩ nhiều quá. Kiếp số này không phải thứ ngươi hay bất kỳ ai có thể thay đổi. Như ngươi từng nói, chỉ cần bảo vệ bản thân và người mà ngươi quan tâm là được. Diệp Huyên, cũng phải, ta sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn ôm quyền với đối phương, đa tạ mộ cô nương đã cứu ta, sau này chúng ta sẽ không trở mặt thành thù chứ. Thiên đạo bật cười khúc khích, không nói trước được đâu, bởi vì lập trường của con người sẽ thay đổi mà. Biết đâu sau này lại có ngày ngươi chỉ hận không thể giết ta ấy chứ. Diệp Huyên mỉm cười, ta hy vọng ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Thiên đạo chỉ cười mà không nói. Diệp Huyên, ta còn rất nhiều việc phải làm, cáo từ. Thấy hắn đứng dậy rời đi, thiên đạo lên tiếng, sử dụng kiếm thiên đạo cho tốt vào nhé. Diệp Huyên xoay lại, nghe nàng ta nói, có thể họ sắp đến đánh ta rồi, ta phải trốn đi vài ngày đây. Ngươi tự mình cẩn thận. Hắn do dự rồi gật đầu, cô cũng vậy. Sau đó hóa thành kiếm quang biến mất ở phía xa. Thiên đạo rời khỏi phòng, nhìn theo phương hướng kiếm quang rồi cũng đi mất. Tốc độ của nàng trong vũ trụ rất chậm rãi. Bỗng, có một người đàn ông trung niên trong bộ áo đen xuất hiện cách đó không xa, nói tộc trưởng muốn mời thiên đạo các hạ đến âm linh tộc dùng trà. Thiên đạo lắc đầu nguầy nguậy. Hồng môn yến đây mà, ta không đi. Đối phương vô cảm hỏi lại, nếu ta cứ muốn các hạ đi thì sao? Thiên đạo bỗng dưng vung tay tát ra. Uỳnh! Người đàn ông không kịp phản ứng đã hóa thành cho bụi. Chỉ một cái tát đã tiêu diệt một cường giả quy nguyên phá giới cảnh. Bốn bề chợt trở nên tĩnh lặng. Thiên đạo phủi phủi tay, lắc đầu thở dài, thật ra ta cũng lợi hại lắm chứ bộ. Sao các ngươi không thể đánh giá ta cao hơn chút chứ? Lần nào cũng bị xem thường thế này, ta cũng khó xử lắm đó. Hi hi. Như nghĩ đến gì đó,
Nàng ta bỗng khép ngón tay lại rồi nhẹ nhàng vạch một đường. Một tia kiếm quang xé rách không gian mà người đàn ông vừa đứng ban nãy, sau đó thiên đạo biến mất ở nơi xa. Chừng một khắc sau, một lão già bỗng xuất hiện. Lão nhìn quanh quất một hồi rồi nhắm mắt lại, sau đó khẽ nhíu mày, kiếm khí. Bị giết bởi Diệp Huyên. Sau đó lão biến mất. Chấm chấm chấm. Phu tộc. Thấy Diệp Huyên trở về, nhóm A Mục đều thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức triệu tập tất cả cường giả kiếm tông lẫn hư vô duy độ. Trên đại điện, Diệp Huyên ngồi ghế chủ tọa, nhìn khắp một lượt. Báo cho chư vị một tin xấu, toàn bộ cường giả linh vực đều đang tiến về đây để tấn công chúng ta. Lấy tốc độ của họ, nhiều nhất là 2 ngày sau sẽ có mặt. Sắc mặt ai nấy đều trầm xuống. Một tin khác càng xấu hơn, thực lực hiện nay của chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của họ. Thấy mọi người nhìn sang, hắn nhoẻn cười, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bỗng có người lên tiếng, có thể đầu hàng không? Sắc mặt mọi người có vài phần kỳ quái. Diệp Huyên cười, trừ ta ra, ai cũng có thể hàng. Phải, ai cũng có thể, trừ Diệp Huyên hắn ra. Bởi đối phương không chỉ muốn lấy thư phòng, mà còn cả mạng hắn. A Mục bỗng nói, phu tộc sẽ không hàng. A Thiến tiếp lời, thiên tộc sẽ không hàng. Thái Nhất đứng bên do dự, Diệp Tiểu Hữu. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, ông ta cười áy náy, chúng ta từng nói về việc này, bọn ta. Diệp Huyên, ta biết, nhóm của Thái Nhất tiền bối có thể rời đi. Đối phương gật đầu, đa tạ Tiểu Hữu đã thông cảm. Bảo trọng. Sau đó mang các chính thần thượng cổ đi. Nhưng có một người ở lại, chính là người quen cũ của Diệp Huyên, thần công. Diệp Huyên cười hỏi, thần công tiền bối không đi sao? Gã trơ mặt đáp không. Vì sao? Diệp Huyên tò mò. Thần công nhàn nhạt, ta muốn đồng sinh cộng tử cùng ngươi. Người khác. Diệp Huyên cũng hết hồn, tự hỏi người này điên rồi hay gì. Nhưng thần công chỉ chậm rãi khép mắt lại, không nói gì thêm. Thái Nhất không tin Diệp Huyên, gã tin. Lấy thế cục hiện giờ đến xem, bên Diệp Huyên quả thật không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng gã vĩnh viễn không quên được 2 cô gái váy trắng và áo bào trắng. Cái gì mà bán bộ đột nhất, linh vực gì gì đó, gã không để tâm, gã chỉ tin vào cô gái váy trắng. Trong mắt gã, nàng chính là vô địch. Trước mặt 2 nàng, linh vực chỉ là một mẩu rác mà thôi. Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên với quyết định của thần công. Người này rất tin tưởng Diệp Huyên. Ngay cả Diệp Huyên cũng hơi ngạc nhiên, sao người này lại không đi? Thấy mọi người nhìn mình, thần công chợt giận dữ nói, đừng nhìn. Ta đúng là không đi đấy. Mọi người. Nét mắt Diệp Huyên hơi kỳ lạ, hắn nhìn thần công. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế ở cách đó không xa. Ác ma nhạn cười khẽ ta cũng không đi. Diệp Huyên cười nói, hơi bất ngờ đấy. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyên, người muốn chúng ta đi à? Diệp Huyên lắc đầu, ta tôn trọng sự lựa chọn của mọi người. Ác ma nhạn cười nói, lựa chọn của chúng ta là cùng tiến cùng lùi với mọi người. Nàng ta và thần đế đều từng thấy sự mạnh mẽ của cô gái váy trắng và cô gái áo bào trắng. So với linh vực, nàng ta muốn tin tưởng 2 người này hơn. Hơn nữa quan trọng nhất là Diệp Huyên có thư phòng. Nếu không thể có được thư phòng thì cứ đi theo người có thư phòng thôi. Đây chính là suy nghĩ của nàng ta. Diệp Huyên thu hồi tầm mắt, hắn nhìn xung quanh, còn lại Kiếm Tông, Phù Văn Tông, Thiên Tộc. Phụ tộc và thư viện Vạn Duy. Rõ ràng mấy thế lực này sẽ không rời đi. Diệp Huyên đứng lên, hắn nhìn ra ngoài điện, nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng chiến đấu một trận thôi. Nét mặt mọi người xung quanh đều rất nặng nề. Vì nhìn tình huống trước mắt, phía bọn họ thật sự không có khả năng thắng. Lúc này, Diệp Huyên đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới tinh không. Hắn lấy ấn nhân vương ra. Lúc này, A Mục xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Huyên nhìn về phía A Mục, cười nói, cô từng nói ấn nhân vương có thể kêu gọi 12 chiến tướng, đúng không?
A Mục gật đầu, phải. Diệp Huyên hỏi, gọi bằng cách nào? A Mục chỉ ấn nhân vương, người hỏi nó đi. Diệp Huyên nhìn về phía ấn nhân vương trong tay, hắn từ từ nhắm mắt lại, ngay sau đó, ấn nhân vương trong tay hắn bắt đầu rung lên. Lúc này, tinh không trước mặt Diệp Huyên và A Mục đột nhiên xuất hiện 12 hư ảnh, một khắc sau, 12 hư ảnh đã đến trước mặt hai người. Nhìn thấy 12 hư ảnh này, sắc mặt A Mục lập tức trở nên nặng nề. 12 người này đều không phải người sống, nhưng lại rất mạnh. Tất cả đều là cao thủ quy nguyên phá giới cảnh đỉnh cao. 12 người nhìn về phía Diệp Huyên giơ ấn nhân vương lên, 12 người lập tức quỳ một chân xuống. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, các vị đứng lên đi. 12 người đứng dậy. Diệp Huyên cất ấn nhân vương, sau đó nhìn về phía A Mục, ta còn muốn đến một nơi, đi cùng không? A Mục đáp, đương nhiên rồi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nhìn về phía 12 người kia, 12 người lập tức biến thành 12 tia sáng vàng bay vào trong ấn nhân vương. Diệp Huyên dẫn theo A Mục biến mất. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới ngục tối vô biên. Hai người Diệp Huyên đi vào trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo vẫn còn ở đây. Diệp Huyên đi tới trước quầy, hỏi tiểu đạo có trợ thủ không? Tiểu đạo chỉ một cô gái đang đứng cách đó không xa. Cô gái một chân. Diệp Huyên cười hỏi tiếp, còn nữa không? Tiểu đạo lắc đầu, những người khác chẳng ra làm sao cả. Diệp Huyên im lặng. Tiểu đạo chợt nói, người có thể đi tìm thiên đạo. Diệp Huyên lắc đầu, trước đó ta mới gặp nàng rồi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyên, nàng nói gì? Diệp Huyên cười, nàng nói có thể đưa ta đi. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ngươi từ chối. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu đạo nói, nếu đã chọn ở lại thì nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, bi quan thế à? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, lĩnh vực không đơn giản đâu. Chỉ có cô gái váy trắng có thể tiêu diệt bọn họ thôi, nhưng nàng lại không có ở đây. Trừ khi ngươi có thể gọi nàng về. Diệp Huyên cười nói, vậy thì toi đời rồi. Hắn hoàn toàn không thể liên lạc với cô gái váy trắng. Tiểu đạo gật đầu, vậy ngươi đến nơi khác xem có ai giúp nữa không? Diệp Huyên cười nói, được. Nói xong, hắn dẫn A Mục định đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói, ta chỉ có thể đánh với một bán bộ độn nhất cảnh. Không phân thắng bại. Diệp Huyên xoay người nhìn nàng, đa tạ. Sau đó, hắn và A Mục rời đi. Trong hiệu cầm đồ, cô gái một chân nhìn về phía tiểu đạo, có khả năng thắng không? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, có, không có. Cô gái một chân nhíu mày, nói tiếng người. Tiểu đạo nhìn về phía cô gái một chân, cô gái váy trắng quay lại, lĩnh vực sẽ bị tiêu diệt. Nếu nàng ta không trở lại, chúng ta sẽ bị tiêu diệt, đơn giản thế đấy. Cô gái một chân hơi không vui, vậy ngươi còn nhờ ta nhúng tay vào. Tiểu đạo lạnh lùng đáp. Nơi này chỉ có ngươi khá mạnh, không nhờ ngươi thì nhờ ai? Cô gái một chân giơ ngón giữa với tiểu đạo, khinh bỉ ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo lắc đầu cười khẽ. Trong tinh không, Diệp Huyên dẫn A Mục chậm rãi bước đi. A Mục chợt cười nói, đang lo lắng à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. A Mục nói, ta cảm thấy chúng ta cứ cố gắng hết sức là được. Cố gắng hết sức. Diệp Huyên cười đáp, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Nói xong, hắn dừng lại, sau đó nhìn xuống bụng mình, tầng 9 tiền bối, người còn ở đó không? Không ai trả lời. Diệp Huyên nhún vai, nói, đại ca, đừng nói người chết rồi nhé. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ trong người Diệp Huyên, ta đang đột phá. Giọng nói của tầng 9. Đột phá. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, người sắp đột phá à? Tầng 9 nói, đột phá rồi. Diệp Huyên. Tầng 9 chợt hỏi, tiểu tử, có phải ngươi gặp phiền phức gì không? Diệp Huyên vội đáp, không có. Tầng 9 nổi giận, không có con khỉ. Chắc chắn là có, bỏ đi, người coi như ta đang ngủ say đi. Nói xong,
trong tháp yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên vội nói, đừng mà tiền bối. Bây giờ ta gặp một phiền phức nhỏ, một phiền phức rất nhỏ, cần người giúp đỡ. Không có đáp lại. Diệp Huyên im lặng một lát rồi khẽ thở dài, được rồi, những người kia đều là cao thủ bán bộ độn nhất cảnh, với thực lực của tiền bối e rằng cũng không làm gì được người ta. Thôi vậy, tiền bối cứ ở bên trong đi, bên trong an toàn hơn. Tầng 9 cười nhạt, giỏi đấy. Chưa được bao lâu mà đối thủ đã từ chủ tế cảnh trở thành bán bộ độn nhất cảnh rồi. Sao ngươi không leo lên trời luôn đi? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, vậy tiền bối, bây giờ cảnh giới của ngươi là gì? Tầng 9 lạnh lùng đáp, ta rất yếu, thật đấy, vô cùng yếu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối cứ đùa. Thiên đạo cô nương từng nói, trong tất cả cao thủ ở ngũ duy, tiền bối có thể xếp vào ba người mạnh nhất. Ba người mạnh nhất. Tầng 9 im lặng một lát rồi nói, nàng thật sự nói thế, hay là ngươi đang lừa ta? Diệp Huyên vội nói, những gì ta nói đều là thật, nàng còn từng bảo ta đề phòng người, nói người rất lợi hại, nếu người có ý xấu với ta thì ta sẽ toi đời. Tầng 9 nói, sao ta hơi không tin lời ngươi nhỉ? Diệp Huyên. Tầng 9 lại nói lại chuyện kia. Hình như vũ trụ này đâu có cao thủ bán bộ độn nhất cảnh. Diệp Huyên đáp, linh vực tới. Tầng 9 trầm giọng nói, ngươi trêu vào linh vực à? Diệp Huyên lắc đầu, không phải ta trêu vào bọn họ, mà là bọn họ muốn cướp thư phòng. Tầng 9 nói, cô gái váy trắng đâu? Gọi nàng đi diệt bọn họ đi. Một kiếm của nàng đã có thể hủy diệt linh vực rồi. Diệp Huyên không biết làm sao, nàng đi rồi. Tầng 9 hơi nghi ngờ, đi rồi. Đi đâu? Diệp Huyên đáp, đi đến một nơi khá xa. Nói chung là cách chúng ta rất xa. Tầng 9 lại nói, người chờ chết đi. Diệp Huyên. A Mục. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối biết linh vực sao? Tầng 9 đáp, có biết chút ít. Diệp Huyên hơi tò mò, ngay cả linh vực mà tiền bối cũng biết sao? Tầng 9 lạnh nhạt nói, ta chẳng những biết, ta còn từng đến đó rồi. Từng đến. Diệp Huyên thầm dùng mình, tiền bối còn từng đến linh vực sao? Tầng 9 im lặng một lát rồi nói, nơi đó không hề đơn giản, nếu bọn họ muốn cướp thư phòng của ngươi thì ngươi thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt là dưới tình huống cô gái váy trắng không có ở đây, có thể nói là ngươi không có chút hy vọng nào cả. Diệp Huyên nói, tiền bối có thể tiêu diệt bọn họ không? Tầng 9 cười hì hì. Diệp Huyên thầm thấy vui mừng, có thể sao? Tầng 9 nổi giận, có thể cái con khỉ, người cảm thấy ta là cô gái váy trắng, động kiếm một tí là có thể hủy diệt một vũ trụ sao? Đại ca, xin người đấy, đừng nghĩ ta lợi hại quá. Ta chỉ là một người bình thường thôi, vô cùng bình thường. Diệp Huyên khẽ thở dài. Tầng 9 nói, ta thật sự rất yếu, nhưng mà... Nghe vậy. Mắt Diệp Huyên sáng lên, nhưng mà cái gì? Tầng 9 nói, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản một cao thủ bán bộ độn nhất cảnh, nhưng ta cần ngươi giúp một chuyện. Diệp Huyên hơi khó hiểu, giúp cái gì? Tầng 9 trầm giọng nói, ta đã đến một giới hạn rồi, muốn đột phá là chuyện rất khó khăn, nhưng không phải không có hy vọng, ta cần có người chỉ điểm. Diệp Huyên cười nói, hiểu rồi. Tầng 9 lạnh nhạt nhắc nhở, tiểu tử. Ta không thể không nói với ngươi, cho dù như thế, ngươi cũng không đánh lại linh vực đâu, không bằng bây giờ thừa dịp chạy đi. Diệp Huyên lắc đầu, nếu chỉ có một mình, chắc chắn ta sẽ chạy, nhưng bên cạnh ta còn có rất nhiều người. A Mục ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, cười khẽ. Tầng 9 khẽ thở dài, sao lúc cô gái váy trắng rời đi ngươi không bảo nàng tiêu diệt linh vực giúp mình đi. Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy ta có thể đối mặt với mọi thứ. Tầng 9 lại thở dài, ngươi có thể đối mặt cái quái gì, tất cả cao thủ của linh vực tấn công, ngươi hoàn toàn không thể chống lại được. Diệp Huyên cười khẽ, cho dù có thể hay không, bây giờ chúng ta cũng phải đối mặt, không còn sự lựa chọn nào khác cả. Tầng 9 im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối chỉ cần ngăn cản một vị bán bộ độn nhất cảnh là được. Nếu tiền bối cảm thấy chúng ta không có khả năng thắng, đến lúc đó có thể rời đi bất cứ lúc nào. Tầng 9 đang định đáp lời thì lúc này,
Tiểu đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nàng nhìn về phía tinh không xa xôi, bọn họ đến rồi. Diệp Huyên nhìn về phía xa, lực lượng mạnh mẽ đang không ngừng kéo đến. Cả vũ trụ ngũ duy đều phải khiếp sợ. Đến rồi. Diệp Huyên đứng trong tinh không nhìn chân trời phía xa, sau đó biến mất. Lúc này, âm linh giới trước kia không còn chút tử khí nào cả. Lúc này, vô số hơi thở mạnh mẽ xuất hiện ở nơi này, sau đó, một giọng nói vang lên, không ngờ hắn lại có thể hấp thụ tử khí. Người nói chuyện chính là Quan Thánh. Bên cạnh ông ta là giáo chủ Thánh Đường Tất Thương và Thái Cổ Nguyên của Thái Cổ Tộc, cùng với vô số cao thủ của linh vực. Trong đó có 3 vị bán bộ độn nhất cảnh, 149 vị cao thủ quy nguyên phá giới cảnh cùng với cả nghìn cao thủ phá hư cảnh. Còn có hơn 10.000 cao thủ dưới chủ tế cảnh. Có thể nói thực lực của vũ trụ ngũ duy và linh vực khác nhau một trời một vực. Lúc này, Quan Âm bên cạnh Quan Thánh đột nhiên nói, người này chẳng những có thể nuốt chửng tử khí và âm khí còn có thể nuốt chửng kiếm nữa, thân thể của hắn rất kỳ lạ. Nói đến đây, ả ta im lặng một lát rồi mới nói tiếp, theo ta biết, có lẽ là thiên đạo giúp hắn tu luyện thân thể. Thiên đạo ngũ duy. Quan Thánh nhìn về phía xa, cười khẽ thiên đạo à. Lúc này, một người áo đen xuất hiện trước mặt Quan Thánh, người áo đen trầm giọng nói, tộc trưởng, người chúng ta phái đi lùng bắt thiên đạo đã bị giết chết rồi. Quan Thánh nhíu mày, thiên đạo giết à. Người áo đen lắc đầu, lúc đang đánh nhau ta cảm nhận được kiếm khí, có lẽ là Diệp Huyên. Diệp Huyên. Quan Thánh cười nói, hay cho tên Diệp Huyên này, không ngờ vũ trụ này lại xuất hiện một thiên tài như thế. Quan Âm cất lời, cẩn thận với thiên đạo. Quan Thánh nhìn về phía Quan Âm trầm giọng nói, người này rất không đơn giản, ta đề nghị nên giải quyết nàng ta trước, nếu không sẽ để lại rất nhiều hậu họa. Quan Thánh nhìn lên tinh không, nhìn thẳng đến cuối tinh không, một lát sau, ông ta từ từ nhắm mắt lại. Tìm kiếm bằng thần thức. Một lát sau, Quan Thánh nhíu mày, ông ta mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Tất Thương ở bên cạnh lên tiếng, không tìm thấy sao. Quan Thánh gật đầu, không tìm thấy, thiên đạo này thú vị đấy. Tất Thương nhìn xung quanh, sau đó nói, linh khí nơi này không hề dao động, rõ ràng là nàng vẫn chưa rời đi, nếu nàng vẫn còn ở đây, với thực lực của ông chắc hẳn phải tìm thấy mới đúng. Thái Cổ Nguyên cười nói, có lẽ vì đối phương có bí pháp ẩn nấp gì đó. Quan Âm lắc đầu, hai vị tiền bối, thiên đạo này thật sự không đơn giản, chúng ta không thể xem thường được. Thái Cổ Nguyên nhìn về phía Quan Âm, cười nói, Quan nha đầu nói cũng có lý, nhưng mục đích chúng ta đến đây lần này là thư phòng, còn thiên đạo kia, đợi chúng ta giải quyết Diệp Huyên xong rồi đối phó với nàng cũng không muộn. Quan Âm muốn nói lại thôi. Theo ả ta thấy, thật ra thiên đạo mới là mối nguy thật sự, nhưng lúc này, ả ta không tiện nhiều lời. Còn nói nữa sẽ bị nói là tranh cãi, không biết lớn nhỏ. Quan Thánh đột nhiên cười nói, Nguyên Huynh nói rất đúng, lần này mục đích thật sự của chúng ta là lấy được thư phòng kia, sau khi lấy được thư phòng, còn thiên đạo. Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn lên tinh không, cười nói, còn thiên đạo kia, tiêu diệt chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay. Thiên đạo ở sâu trong tinh không chợt dừng lại, nàng ta quay đầu nhìn, mẹ kiếp. Các ngươi không thể coi trọng ta một chút à? Chịu thiệt thòi biết bao nhiêu lần mà vẫn kiêu căng như thế, đúng là một đám ngu ngốc. Sao bà đây lại có mấy đối thủ ngu ngốc như các ngươi chứ? Lúc này, một giọng nói truyền đến từ trước mặt nàng ta, thì ra là thiên đạo cô nương. Người nói chuyện chính là Võ Tịnh. Bên cạnh hắn ta còn có Võ Thương Hành. Thiên đạo quan sát Võ Tịnh, thương tích đã hồi phục tạm được rồi, chúc mừng. Võ Tịnh chắp tay, nhờ có thiên đạo cô nương giúp đỡ. Thiên đạo cười một tiếng, ta cũng không vòng vo với ngươi, ngươi cảm thấy việc linh vực tới vũ trụ ngũ duy lần này thế nào? Võ Tịnh cười khẽ, không nói lời nào. Thiên đạo nhìn Võ Tịnh, ngươi biết thực lực của cô gái váy trắng kia không? Võ Tịnh nhẹ giọng nói, ít nhất là độn nhất. Thiên đạo đáp, không chỉ có thế. Nghe vậy, sắc mặt Võ Tịnh và Võ Thương Hành đều thay đổi.
Thiên đạo cười nói, không hề nói quá. Võ Tịnh chậm rãi siết chặt tay phải, sao có thể? Thiên đạo nhún vai, người nghĩ xem, nàng đã rời khỏi Lục Duy rồi, hơn nữa còn rời đi một cách dễ dàng nữa. Võ Tịnh im lặng. Thiên đạo cười, nếu ta đoán không lầm, thật ra ngươi cũng đoán nàng ở trên độn nhất, nhưng ngươi không muốn nghĩ nhiều đến khả năng đó, vì ngươi cảm thấy quá khó tin. Đúng không? Võ Tịnh nhìn thiên đạo cô nương thật có mắt nhìn. Thiên đạo cười khẽ, đang định đáp lời thì Võ Thương Hành ở bên cạnh chợt nói, vậy sao trước đây thiên đạo các hạ lại nói với chúng ta nhiều nhất nàng chỉ là bán bộ độn nhất cảnh? Rõ ràng ông ta vẫn không quên được chuyện bị thiên đạo gài bẫy. Lúc đó nếu ông ta đi cùng thì e rằng ông ta cũng tiêu đời rồi. Thiên đạo nhìn về phía Võ Thương Hành, cười nói, lúc đó các ngươi là kẻ thù của ta, kẻ thù với nhau ngươi chết ta sống không phải là chuyện bình thường à. Khóe miệng Võ Thương Hành giật giật, không cãi lại được. Thiên đạo nhìn về phía Võ Tịnh, ngươi biết thân phận thật của Diệp Huyên không? Võ Tịnh gật đầu, có liên quan đến tiên tri. Thiên đạo lắc đầu, ngươi sai rồi. Võ Tịnh nhìn về phía thiên đạo, cười nói, thiên đạo cô nương muốn nói gì cứ nói thẳng. Thiên đạo cười khẽ, sau đó nghiêm mặt nói, thật ra thân phận thực sự của hắn là đứa con cưng của vũ trụ cửu duy. Vũ trụ cửu duy. Võ Tịnh và Võ Thương Hành líu lưỡi nói không nên lời. Thiên đạo chớp mắt, các ngươi không tin à? Võ Thương Hành nhìn thiên đạo, không nói gì. Võ Tịnh cười khổ, thiên đạo cô nương, việc này. Thiên đạo khẽ thở dài, ta cũng biết các ngươi không tin, ta hỏi các ngươi, hai người các ngươi có thể đỡ được một kiếm của cô gái váy trắng không? Võ Tịnh lắc đầu, không thể. Nói xong, trên mặt hắn ta lộ vẻ khổ sở. Vì hắn ta biết, người bảo vệ của Liên Hiệp Điện Lục Duy đã bị chém chết, hơn nữa còn chỉ với một kiếm. Một kiếm đó còn khiến Lục Duy bị thiệt hại nặng nề. Thực lực như thật sự còn đáng sợ hơn cả thần nữa. Thiên đạo lại nói, các ngươi từng ở trong Liên Hiệp Điện Lục Duy, có lẽ cũng biết rõ lịch sử của Lục Duy từng xuất hiện cao thủ mạnh như thế không? Võ Tịnh ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, Lục Duy từng có cao thủ độn nhất cảnh, nhưng không ai có thể hủy diệt cả vũ trụ chỉ với một cái phất tay cả. Thiên đạo gật đầu, cho nên các ngươi cảm thấy nàng là người của ngũ duy hay lục duy sao? Võ Tịnh không biết nên nói gì. Thiên đạo cười nói, ta nói thật với các ngươi, Diệp Huyên và nàng đều đến từ vũ trụ cửu duy. Hai người Võ Tịnh. Thiên đạo nghiêm túc nói, cô gái váy trắng đến từ cửu duy, là cường giả hàng đầu ở nơi đấy, còn Diệp Huyên là con cưng của cửu duy, là người nàng phải bảo vệ. Chắc chắn các người muốn hỏi vì sao hai người họ lại xuống một vũ trụ cấp thấp thế này, ta có thể nói, đó là vì vũ trụ cửu duy xuất hiện một đối thủ mạnh chưa từng có. Võ Tịnh khẽ nhíu mày, đối thủ mạnh chưa từng có. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, sự xuất hiện của đối thủ này khiến đạo chính thống của vũ trụ cửu duy sụp đổ, trật tự hỗn loạn, tóm lại còn đáng sợ hơn ngũ duy kiếp gấp trăm lần. Cô gái váy trắng vì bảo vệ Diệp Huyên nên không thể không chạy đến vũ trụ ngũ duy của chúng ta. Võ Thương Hành thắc mắc, vậy nàng trở về cửu duy vì sao không mang Diệp Huyên theo? Hơn nữa, vì sao nàng phải trở về cửu duy? Thiên đạo nhìn Võ Thương Hành, người hỏi hai vấn đề này rất hay, để ta cho người biết. Thứ nhất, thực lực của Diệp Huyên không đủ, nàng để hắn ở đây một là để lánh nạn, hai là vì rèn luyện hắn, để hắn trưởng thành. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cuộc đời Diệp Huyên giống như gian lận sao? Ngươi xem hắn đi, hắn mới 20 mấy tuổi, nhưng dù là thiên phú hay vận may đều có thể xem là nghịch thiên. Võ Thương Hành do dự một lát, sau đó nói, cũng phải. Thiên đạo gật đầu, vấn đề thứ hai, sở dĩ nàng phải về cửu duy là vì cửu duy xảy ra chút vấn đề, bây giờ nàng phải về xử lý, lúc đi nàng có bảo ta phải chăm sóc Diệp Huyên, không bao lâu nữa nàng sẽ về. Võ Thương Hành nhìn thiên đạo, người giúp Diệp Huyên là vì nàng sao? Thiên đạo nghiêm túc nói, đương nhiên, đây là một thiện duyên đấy, ta phải giữ chặt nó. Lúc này, Võ Tịnh do dự một lát rồi hỏi, thiên đạo cô nương, thật sự có cửu duy sao? Thiên đạo chớp mắt, đương nhiên là có. Trong vũ trụ của chúng ta, thật ra nhân loại rất nhỏ bé, tựa như một hạt bụi vậy,
mà hiểu biết của chúng ta với vũ trụ cũng giống như ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết có hạn. Khi nãy các ngươi hỏi ta vấn đề này cũng giống như ếch ngồi đáy giếng vậy, cảm thấy thiên địa cũng chỉ bằng cái miệng giếng, thật ra không phải thế, nếu nhảy ra khỏi miệng giếng sẽ phát hiện thiên địa và vũ trụ này rất rộng lớn. Nói đến đây, nàng nhìn hai người, bây giờ chúng ta ngẩng đầu nhìn nhiều nhất sẽ chỉ thấy lục duy, có khác gì con ếch dưới đáy giếng đâu. Võ Tịnh nhìn thiên đạo cô nương nói nhiều với chúng ta như thế là muốn chúng ta giúp đỡ Diệp Huyên sao? Thiên đạo lắc đầu, ta chỉ muốn chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Võ Tịnh cười nói, ta cảm thấy bây giờ tốt nhất chúng ta nên im lặng theo dõi tình hình. Thiên đạo nhìn Võ Tịnh, cười nói, vậy thì ta sai rồi. Tạm biệt. Nói xong, nàng ta xoay người muốn đi. Võ Tịnh thoáng do dự, sau đó cất lời, thiên đạo cô nương muốn gì xin cứ nói thẳng. Thiên đạo dừng bước, cười nói, mục đích trước đây của các hạ là muốn trở về lục duy, nhưng bây giờ có một cơ hội lớn ở trước mặt các ngươi. Không phải trở về lục duy, mà là cửu duy. Đi cửu duy. Võ Thương Hành nheo mắt, như thế, có phải quá điên cuồng không? Thiên đạo cười, điên cuồng à? Còn có việc điên cuồng hơn thế nữa. Võ Tịnh, bây giờ ngươi là bán bộ độn nhất cảnh, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt tới độn nhất cảnh sao? Nghe vậy, sắc mặt Võ Tịnh lập tức thay đổi. Độn nhất cảnh. Thiên đạo lại nói, ở chỗ chúng ta muốn đạt tới độn nhất cảnh thì khá khó khăn, nhưng ở vũ trụ cửu duy, đạt tới độn nhất cảnh là một chuyện vô cùng dễ dàng. Vì nền văn minh võ đạo của người ta cao hơn chúng ta gấp mấy trăm lần. Mà bây giờ, cơ hội tốt đó đang ở ngay trước mặt các ngươi, đi theo Diệp Huyên, là có thể đến cửu duy. Võ Tịnh nhìn thiên đạo, linh vực rất mạnh. Thiên đạo nhún vai, cô gái váy trắng chỉ dùng một kiếm đã suýt phá hủy cả lục duy. Ngươi cảm thấy linh vực có thể đỡ mấy kiếm của cô gái váy trắng. Võ Tịnh im lặng. Võ Thương Hành hơi động lòng. Linh vực có thể đỡ mấy kiếm của cô gái váy trắng. Vấn đề này của thiên đạo khiến hai người Võ Tịnh đều im lặng. Một kiếm của cô gái váy trắng suýt chút khiến lục duy sụp đổ, mà nói về thực lực, linh vực không mạnh như lục duy. Nói cách khác. Một kiếm của cô gái váy trắng đã có thể phá hủy linh vực rồi. Liên Hiệp Điện cũng không thể đỡ được một kiếm của cô gái váy trắng. Thiên đạo nhìn hai người, cười nói, đương nhiên ta không có ý ép các ngươi, lựa chọn thế nào là do các ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người đi về phía xa. Lúc này, Võ Tịnh đột nhiên nói, thiên đạo các hạ. Thiên đạo xoay người nhìn về phía Võ Tịnh. Võ Tịnh nhìn thẳng vào nàng ta, sao linh vực có thể đi giết Diệp Huyên được? Thiên đạo hiểu ý của Võ Tịnh, nàng ta cười nói, vì bọn họ cảm thấy mình có thể đánh thắng cô gái váy trắng. Võ Tịnh lắc đầu, ngu ngốc. Cô gái váy trắng. Đừng nói là cô gái váy trắng, e rằng ngay cả cô gái áo bào trắng từng giúp đỡ kia linh vực cũng không đánh lại. Đánh cô gái váy trắng. Linh vực này thật là một đám ngu ngốc. Lục Duy suýt bị một kiếm của cô gái váy trắng làm sụp đổ, nhưng cường giả của Lục Duy và thiên đạo còn chẳng dám nói gì. Thiên đạo lại nói, đương nhiên tạm thời cô gái váy trắng không thể về được, có thể nói bây giờ Diệp Huyên khá nguy hiểm. Còn hai vị, ta cũng xin nói thẳng, hai vị muốn mạnh hơn một bậc, Diệp Huyên là lựa chọn tốt nhất của hai vị. Và lại, đừng nghĩ đến chuyện yên lặng theo dõi tình hình nữa. Dứt lời. Nàng ta cười khẽ, Lục Duy sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Lục Duy. Võ Tịnh im lặng. Thượng giới bây giờ hoàn toàn không có tư cách liều mạng với Lục Duy. Thiên đạo lại nói, nhưng nếu các ngươi hợp tác với Diệp Huyên thì sao? Lục Duy dám làm gì các ngươi à? Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Hai người Võ Tịnh đứng tại chỗ, không nói một lời. Sau đó. Võ Thương Hành chợt lên tiếng, ta cảm thấy nàng đang gài bẫy chúng ta. Võ Tịnh khẽ đáp, nàng ta không giấu giếm điều này, nhưng chúng ta không thể không nhảy vào bẫy của nàng ta. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Võ Thương Hành, nếu để người chọn giữa linh vực và Diệp Huyên, người sẽ chọn ai? Võ Thương Hành trả lời không chút do dự, Diệp Huyên. Võ Tịnh cười khẽ nói, chúng ta chỉ có thể chọn hắn. Võ Thương Hành im lặng.
Bọn họ tuyệt đối không thể chọn linh vực, vì bọn họ sợ cô gái váy trắng. Lỡ như người phụ nữ kia quay lại, ai có thể chống lại nàng chứ? Mà nếu hai bên đều không chọn, sau này làm sao đối mặt với Lục Duy? Cho nên chỉ có một sự lựa chọn, đó là chọn Diệp Huyên, đúng như thiên đạo nói, chọn Diệp Huyên, Lục Duy không bao giờ dám nhằm vào bọn họ. Võ Thương Hành thắc mắc, cô gái váy trắng và Diệp Huyên thật sự là người của Cửu Duy sao? Võ Tịnh im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói, có lẽ là thế. Vì cuộc đời của Diệp Huyên, đúng như lời thiên đạo nói, thật sự chẳng khác nào gian lận, còn cô gái váy trắng kia nữa, thực lực của nàng không giống người bình thường chút nào. Võ Thương Hành ngẩng đầu nhìn vào tinh không, trong mắt ông ta lộ vẻ mơ hồ, Cửu Duy ta thật sự rất muốn đến đó xem thử. Võ Tịnh chợt lên tiếng, triệu tập tất cả mọi người. Dứt lời, hắn ta xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi thượng giới, thiên đạo cũng không trở về ngũ duy mà chậm rãi đi tới chỗ vách ngăn với vũ trụ Lục Duy. Thiên đạo quan sát vách ngăn, sau đó cười nói, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của Lục Duy, người muốn nghe không? Lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trên vách ngăn vũ trụ. Thiên đạo Lục Duy. Thiên đạo Ngũ Duy cười nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ. Thiên đạo Lục Duy gật đầu, phải. Thiên đạo Ngũ Duy cười khẽ, ta tên Mộ Niệm Niệm. Còn ngươi? Thiên đạo Lục Duy im lặng một lát rồi đáp, không có tên. Thiên đạo Ngũ Duy chớp mắt, không bằng ngươi tên Mộ Tưởng Tưởng đi. Thiên đạo Lục Duy. Mộ Niệm Niệm cười hì hì, đùa thôi. Lần này ta đến là để nói với ngươi, linh vực đã ổ ạt tấn công Ngũ Duy rồi. Thiên đạo Lục Duy nhìn Mộ Niệm Niệm, vậy nên là chuyện của ngươi chứ? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, mục đích của bọn họ là Diệp Huyên, ngươi biết tên nhóc kia chứ? Thiên đạo Lục Duy im lặng. Lúc này, nàng ta nhớ tới cô gái váy trắng kia. Đó là ca ca của nàng. Mộ Niệm Niệm nhìn Thiên đạo Lục Duy. Linh vực muốn cướp thư phòng của hắn, muốn giết hắn, ngươi thấy sao? Thiên đạo Lục Duy lắc đầu, không liên quan đến ta, đó là chuyện của linh vực. Mộ Niệm Niệm chợt hỏi, ngươi nói xem, nếu hắn bị linh vực giết chết thì sẽ thế nào? Thiên đạo Lục Duy nhìn Mộ Niệm Niệm, có lẽ nàng sẽ đi tìm linh vực trả thù. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu nàng biết ngươi mặc kệ không nhúng tay vào thì sao? Thiên đạo Lục Duy do dự một lát rồi đáp, chuyện này đâu liên quan đến ta. Mộ Niệm Niệm lại nói, ngươi cảm thấy nàng có phải một người biết phải trái không? Thiên đạo Lục Duy im lặng. Biết phải trái? Người phụ nữ kia làm gì biết phải trái chứ? Mộ Niệm Niệm nhìn Thiên đạo Lục Duy, ta cho ngươi biết, nếu hắn chết trong tay linh vực toi đời, chắc chắn Lục Duy của ngươi cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Thiên đạo Lục Duy nhìn Mộ Niệm Niệm, thế vì vô lý quá. Là linh vực giết hắn, có liên quan gì đến chúng ta? Mộ Niệm Niệm nhún vai, đến lúc đó ngươi đi mà nói phải trái với nàng. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Lúc này, Thiên đạo Lục Duy chợt lên tiếng, đợi đã. Mộ Niệm Niệm nhìn nàng ta hơi tức giận nói, linh vực đánh ca ca của nàng nên đi tìm linh vực chứ. Sao lại đến tìm ta? Mộ Niệm Niệm nhún vai, lúc nàng ở Lục Duy các ngươi, kẻ đắc tội nàng là Liên Hiệp Điện, nhưng nàng lại dùng một kiếm đả thương căn nguyên của Lục Duy. Thiên đạo Lục Duy im lặng. Mộ Niệm Niệm khẽ thở dài, ngươi nên biết nàng là người không nói phải trái, một người đánh ca ca của nàng sẽ tiêu diệt toàn vũ trụ. Hành động này rất vô lý, nhưng cũng hết cách thôi, chúng ta cũng không đánh lại nàng, ngươi nói có đúng không? Thiên đạo Lục Duy nhìn về phía Mộ Niệm Niệm, nàng ta cau mày, ta rất khó hiểu, vì sao linh vực phải đánh hắn. Bọn họ không biết người phụ nữ kia rất lợi hại sao. Mộ Niệm Niệm chớp mắt, sau đó nói, bọn họ cảm thấy mình liên thủ có thể đánh thắng cô gái váy trắng. Cái gì? Thiên đạo Lục Duy mở to mắt, bọn họ thật sự nghĩ thế à? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Thiên đạo Lục Duy dậm chân một cái. Tức giận nói, thật ngu xuẩn. Sao bọn họ có thể đánh thắng người phụ nữ kia được? Người phụ nữ kia đã vượt qua độn nhất cảnh rồi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Mộ Niệm Niệm,
hơi khó tin, người của linh vực hít nhiều tử khí quá nên đầu óc không bình thường à. Mộ Niệm Niệm hơi bất đắc dĩ, bọn họ nghĩ thế, ta cũng đành chịu thôi. Thiên đạo Lục Duy vội nói, người có thể đi khuyên bọn họ một chút mà. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, không khuyên được. Thiên đạo Lục Duy hơi khó hiểu, vì sao? Mộ Niệm Niệm lại thở dài, vì bọn họ tìm ta khắp nơi, muốn giết ta. Đúng rồi, linh của linh vực đã bị bọn họ cắn nuốt rồi. Nghe vậy, Thiên đạo Lục Duy nhíu mày, bọn họ làm chuyện ngu xuẩn thế. Mộ Niệm Niệm gật đầu, không biết làm sao, bọn họ cảm thấy mình liên thủ có thể chống lại cô gái váy trắng. Thiên đạo Lục Duy im lặng một lát rồi nói, hay là ta đón hắn đến Lục Duy? Mộ Niệm Niệm lắc đầu, hắn không muốn đi. Thiên đạo Lục Duy hơi khó hiểu, vì sao thế? Mộ Niệm Niệm nghiêm túc nói, hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, ở đây hắn có rất nhiều bạn tốt, hắn không muốn vứt bỏ bọn họ. Thiên đạo Lục Duy thoáng do dự, sau đó nói, ta không thể đón cả bạn của hắn lên, ngươi cũng biết đấy, giữa vách ngăn vũ trụ có nhiều loạn không gian, người bình thường không chịu được. Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta biết. Thiên đạo Lục Duy nhìn Mộ Niệm Niệm, vậy phải làm sao đây? Cũng không thể để hắn bị linh vực đánh chết được. Mộ Niệm Niệm im lặng cau mày, không biết đang nghĩ gì. Thiên đạo Lục Duy hỏi, ngươi có cách không? Mộ Niệm Niệm khẽ thở dài, cũng có một cách. Thiên đạo Lục Duy vội hỏi, cách gì? Mộ Niệm Niệm nhìn về phía nàng ta, cách này chính là ngươi phái người xuống giúp hắn đánh nhau. Thiên đạo Lục Duy chớp mắt, ta phái người xuống. Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Thiên đạo Lục Duy lắc đầu, không được, có vách ngăn vũ trụ này, bọn họ không xuống được. Mộ Niệm Niệm lại nói, ta liên thủ với ngươi, sẽ có thể để một vài người xuyên qua vách ngăn vũ trụ. Thiên đạo Lục Duy hơi do dự. Mộ Niệm Niệm cười nói, ngươi cũng biết đấy, bây giờ hắn còn khá yếu, hoàn toàn không thể đánh lại nhiều người của linh vực như thế, nếu ngươi không giúp hắn, có lẽ hắn sẽ chết chắc. Thiên đạo Lục Duy nhìn vách ngăn vũ trụ ở sau lưng, sau đó nói, ngươi phải hiểu, dù vách ngăn này ngăn cách phía dưới với phía trên, nhưng cũng xem như đang bảo vệ phía dưới, nếu chúng ta mở nó ra. Mộ Niệm Niệm cười nói, chỉ mở trong khoảng thời gian ngắn thôi, ngươi đưa người xuống là được, đương nhiên phải chọn một vài người thông minh một chút, ngươi thấy sao? Thiên đạo Lục Duy ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Ngươi cảm thấy phái ai xuống thì tốt hơn? Mộ Niệm Niệm đáp, phái người của Liên Hiệp Điện đi. Thiên đạo Lục Duy nhíu mày, ổn không? Bọn họ từng bị cô gái váy trắng. Mộ Niệm Niệm cười, ổn, vì bọn họ sợ hãi cô gái váy trắng, cho nên sau khi xuống đây, bọn họ sẽ không dám làm bậy. Thiên đạo Lục Duy ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu, ngươi xem thế này được không? Ta phái một cường giả bán bộ độn nhất cảnh và 10 cường giả quy nguyên phá giới cảnh siêu cấp xuống, tổng cộng 11 người. Mộ Niệm Niệm im lặng. Thiên đạo Lục Duy vội nói, chúng ta có nhiều cường giả hơn thế, nhưng không phải tất cả cường giả đều nghe lời ta, ta và Điện Chủ Văn Điện của Liên Hiệp Điện là bạn rất thân, ta tin có thể nhờ nàng giúp đỡ, hơn nữa chỉ khi thuộc hạ của nàng đi ta mới yên tâm được, nếu không cường giả bán bộ độn nhất cảnh xuống dưới, ta sợ bọn họ sẽ làm ảnh hưởng đến vũ trụ của các ngươi. Mộ Niệm Niệm nhìn Thiên đạo Lục Duy, cười nói, được. Hoàn toàn có thể. Thiên đạo Lục Duy gật đầu, vậy ngươi đợi một lát, ta đi gọi người ngay. Nói xong, nàng ta lập tức biến mất. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh Mộ Niệm Niệm, với thực lực của ngươi, khi nãy hoàn toàn có thể phá vỡ tấm chắn vũ trụ bắt nàng. Chỉ cần nuốt chửng nàng, thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Mộ Niệm Niệm cười khẽ, người hiền lành trung thực không nên bị bắt nạt, nàng rất hiền, cho nên ta không bắt nạt nàng. Nói xong, nàng ta từ từ nhắm mắt lại, cười khẽ, bắt nạt người hiền lành trung thực thì sao có thể xem là có bản lĩnh được. Mộ Niệm Niệm ta chỉ ức hiếp kẻ xấu thôi. Thiên đạo Lục Duy không biết khi nãy chỉ cần nàng ta nãy sinh ý xấu với vũ trụ ngũ duy, nàng ta sẽ chết chắc. Vũ trụ ngũ duy. Sau khi đại quân của linh vực tấn công, cả vũ trụ ngũ duy thay đổi đến mức khiến lòng người bàng hoàng. Nhưng sau đó, linh vực tuyên bố lần này bọn họ chỉ nhằm vào Diệp Huyên, chẳng những thế,
người của vũ trụ ngũ duy còn có thể gia nhập thánh đường linh vực, tu theo thánh giáo. Nhưng thực tế việc tu theo thánh giáo mang tính ép buộc. Nơi cường giả linh vực đi qua, ai không tu theo đều sẽ chết. Sau khi quy y phải thờ phụng Tất Thương Thánh Giáo Chủ, mỗi ngày phải cầu phúc cho Tất Thương Thánh Giáo Chủ 3 giờ. Dù rất nhiều cường giả ngũ duy rất không thích hành động ép buộc của linh vực, nhưng không một ai dám phản kháng cả. Vì thực lực của linh vực đã áp đảo hoàn toàn vũ trụ ngũ duy. Cũng không có ai đi nhờ vả Diệp Huyên, vì ở trong mắt bọn họ, bên phía Diệp Huyên hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Linh vực cũng không lập tức tấn công hư vô duy độ mà luôn tiến hành chậm rãi, vì thánh đường phải kêu gọi mọi người gia nhập. Chưa đến 2 ngày, giáo đồ của thánh đường đã hơn mấy triệu, hơn nữa mỗi ngày đều không ngừng gia tăng. Trong tinh không, quan thánh khép hờ mắt, hai tay chắp sau lưng, tinh không xung quanh ông ta không ngừng chấn động. Lúc này, Tất Thương và Thái Cổ Nguyên xuất hiện bên cạnh quan thánh, trên mặt Tất Thương tràn đầy ý cười. Khoảng thời gian này, thánh đường của gã có thu hoạch lớn nhất. Vì bây giờ thánh đường của gã đã có thêm mấy triệu tín đồ rồi. Lúc này, quan thánh đột nhiên nói, nếu các ngươi là Diệp Huyên, bây giờ các ngươi sẽ làm gì? Thái Cổ Nguyên nhìn về phía hư vô duy độ, hắn sẽ không đầu hàng, vì hắn biết chúng ta muốn lấy mạng hắn, cho nên hắn sẽ liều mạng phản kháng. Tất Thương gật đầu, dù thực lực của chúng ta áp đảo hắn. Nhưng vẫn không thể lơ là, cẩn thận vẫn hơn. Quan Thánh cười nói, ta quan tâm thiên đạo hơn, có lẽ nàng ta đã biết chúng ta đến đây rồi, nhưng bây giờ nàng ta lại không có hành động gì, có hơi bất thường. Thiên đạo. Nét mặt của Tất Thương và Thái Cổ Nguyên cũng thay đổi. Nếu có thể cắn nuốt được loại linh thiên địa này sẽ rất có lợi cho bọn họ. Thái Cổ Nguyên đột nhiên nói, Quan Thánh huynh muốn xử lý thiên đạo trước à? Quan Thánh lắc đầu, người này trốn rồi, ta không thể tìm thấy. Dứt lời, ông ta im lặng một lát rồi nói tiếp, hai vị, chúng ta không thể khinh thường thiên đạo này được, người này không thua gì linh hồn của linh vực, thực lực có lẽ cũng không tầm thường, nếu không sẽ không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của ta. Thái Cổ Nguyên gật đầu, không chỉ có nàng, Diệp Huyên kia cũng không thể coi thường, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để đối phó với hắn. Quan Thánh gật đầu, Diệp Huyên này không đơn giản, tóm lại đều không thể coi thường. Còn nữa, nếu ra tay, chúng ta phải dốc hết toàn lực, tuyệt đối không thể cho đối phương chút cơ hội nào. Nói xong, ông ta nhìn về phía Tất Thương huynh, chuyện thu nhận tín đồ có thể tạm hoãn một chút. Tất Thương hỏi, đi hư vô duy độ à? Quan Thánh gật đầu, sau khi giải quyết chuyện của Diệp Huyên, người của thế giới này đều sẽ là tín đồ của Tất Thương huynh. Tất Thương cười khẽ, giải cứu chúng sinh, không thể chối từ. Quan Thánh cười to, đi thôi. Chúng ta đi xem thử Diệp Huyên này có thể đem lại bất ngờ gì cho chúng ta không. Nói xong, ông ta lập tức biến mất. Cường giả linh vực bắt đầu nhanh chóng tăng tốc, đi thẳng tới hư vô duy độ. Phu tộc. Diệp Huyên đứng bên ngoài một ngôi mộ, bên trong ngôi mộ là mấy người An Lan Tú. Tuy mấy người Diệp Liên vẫn chưa đột phá, nhưng trong ngôi mộ đã có hơi thở mạnh mẽ truyền tới, rõ ràng là có người sắp ra ngoài rồi. Lúc này, Lục Sư Tỷ xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, đến rồi. Đến rồi. Diệp Huyên cười khẽ, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một lúc lâu sau đó, đại quân của linh vực xuất hiện ở lối vào của hư vô duy độ. Diệp Huyên dẫn theo cường giả của kiếm tông xuất hiện, thấy Diệp Huyên, quan thánh cười nói, người muốn tự tay giao thư phòng trong tay mình ra, hay để ta tự đến lấy. Diệp Huyên cười đáp, ông tự đến lấy đi. Quan thánh gật đầu, được. Dứt lời, y lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đó chính là Tiểu Đạo. Tiểu Đạo nhìn quan thánh, đối thủ của ngươi là ta. Quan Thánh nhìn Tiểu Đạo, cười nói, đại tiểu thư của gia tộc Ma Đạo, người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện giữa ta và Diệp Huyên à? Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, không được sao? Quan Thánh cười nói, là tự ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết, đừng trách ai đấy. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Thái Cổ Nguyên, Thái Cổ Nguyên tiến lên một bước,
cả tinh không chấn động. Thấy cảnh này, sắc mặt mấy người A Mục trở nên vô cùng nặng nề. Thái Cổ Nguyên cười nói, đối thủ của ta đâu? Lúc này, một hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ trong người Diệp Huyên, một khắc sau, một hư ảnh bay ra từ trong người hắn. Tầng 9. Tầng 9 ra ngoài nhưng không phải bản thể, chỉ là một hư ảnh. Thấy tầng 9, Thái Cổ Nguyên nhíu mày, ngươi là thứ gì vậy? Tầng 9 giận dữ nói, ta là cha ngươi. Nói xong, y lập tức xông tới. Thái Cổ Nguyên ở phía xa đánh ra một quyền. Ầm. Dưới cú đấm của lão ta, không gian xung quanh lập tức nứt ra. Nhưng tầng 9 cũng đã đánh tới một quyền, so với Thái Cổ Nguyên, nắm đấm của y trông rất hiên ả, nhưng khi nắm đấm của y đánh trúng nắm đấm của Thái Cổ Nguyên thoáng chốc lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng tầng 9 cũng lùi về chỗ ban đầu. Thấy thế, Quan Thánh hơi nhíu mày. Thực lực của tầng 9 hơi vượt khỏi dự liệu của ông ta. Diệp Huyên cũng hơi ngạc nhiên, tầng 9 này cũng mạnh đấy. Thái Cổ Nguyên ở phía xa nhìn tầng 9, cười nhạt, cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Tầng 9 phất tay, đừng có giả vờ trước mặt ông đây cũng từng là một nhân vật lớn, ngoài cô gái váy trắng kia ra, ông đây không sợ ai cả. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên hỏi, người đàn ông áo xanh thì sao? Tầng 9 nhìn Diệp Huyên, nổi giận, ngươi câm miệng cho ông đi, cái tên chỉ biết đem lại rắc rối này. Diệp Huyên. Tầng 9 nhìn về phía Thái Cổ Nguyên, nào, chúng ta đổi chỗ khác đánh một trận đi. Nói xong, ông ta biến mất ở cuối chân trời. Thái Cổ Nguyên cười khẩy, sau đó cũng biến mất. Chẳng mấy chốc, tinh không xa xôi đã truyền tới tiếng đánh nhau của hai người. Bên dưới, Tất Thương bên cạnh Quan Thánh tiến lên, gã nhìn Diệp Huyên, cười khẽ, Diệp Huyên, ngươi có biết vì ngươi phản kháng nên vô số người sau lưng ngươi đều phải chết không? Sao ngươi có thể ích kỷ thế chứ? Diệp Huyên cười nói, sao, ông muốn ta đầu hàng à? Tất Thương nghiêm mặt nói, nếu ngươi chết, lão phu đảm bảo với ngươi, người sau lưng ngươi sẽ không phải chết, bọn họ sẽ quy y vào thánh đường của ta, trở thành tín đồ của thánh đường, lão phu sẽ giúp bọn họ rửa sạch tội nghiệp trên người. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó hỏi lại, thật ư? Tất Thương gật đầu, đương nhiên là thật. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, với kinh nghiệm nhiều năm của ta, ông chính là thể loại đạo đức giả, vừa làm chuyện xấu vừa muốn đứng ở bậc cao đạo đức, sau đó còn là ra vẻ ta vì muốn tốt cho ngươi. Nói xong, hắn lắc đầu, ta khinh thường loại người như ông nhất, vừa muốn làm gái vừa muốn lập bàn thờ trinh tiết. Tất Thương nhìn Diệp Huyên, mặt không cảm xúc, hồ đồ ngu xuẩn. Nói xong, gã bèn muốn ra tay, lúc này, một áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện. Một khắc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đó chính là Võ Tịnh. Thấy Võ Tịnh, Quan Thánh nhíu mày, Võ Tịnh của thượng giới. Võ Tịnh cười khẽ, sau đó nói, phải. Quan Thánh nhìn Võ Tịnh, ta biết chuyện sẽ xuất hiện biến cố, nhưng không ngờ thượng giới ngươi lại đứng về phía bọn họ. Ta rất không hiểu, Võ Điện Chủ, ngươi có thể cho ta biết là cái gì che đi đầu óc của ngươi. Khiến ngươi đưa ra sự lựa chọn ngu xuẩn như vậy không? Mọi người xung quanh cũng hơi ngạc nhiên, ngay cả Diệp Huyên cũng thế. Vì hắn không ngờ Võ Tịnh của thượng giới sẽ giúp mình. Không phải trước kia những người này đứng bên phía linh vực sao? Võ Tịnh ở cách đó không xa cười khẽ, không cần nhiều lời thế, cứ đánh thôi. Quan Thánh lắc đầu thở dài, nếu đã thế, thì thượng giới của ngươi cũng đợi bị tiêu diệt luôn đi. Dứt lời, Tất Thương bên cạnh ông ta lập tức biến mất. Võ Tịnh cũng biến mất. Ầm. Một tiếng nổ long trời lở đất đột nhiên vang lên, sau đó, một hơi thở mạnh mẽ lan tràn khắp xung quanh, vô số cường giả vội vàng lùi lại. Rắc. Sau đó, không gian bắt đầu nứt ra. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu mày, hắn mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng quẹt một cái. Không gian nơi hắn đứng lập tức được đạo tắc không gian của hắn tu bổ. Quan Thánh ở đối diện đột nhiên vung tay phải, không gian xung quanh và sau lưng ông ta cũng được tu bổ. Lúc này, Võ Tịnh và Tất Thương đều dừng lại. Tất Thương nhìn Võ Tịnh, thú vị đấy. Võ Tịnh cười nói, nơi này quá nhỏ, không tiện thi triển,
đổi nơi khác đánh một trận thật đã được không? Tất Thương gật đầu, đúng ý ta đấy. Nói xong, hai người đồng thời biến mất. Quan Thánh nhìn về phía Diệp Huyên, còn ai nữa không? Diệp Huyên lắc đầu, không còn ai nữa. Quan Thánh cười khẽ, nhưng ta thì còn. Dứt lời, ông ta nhìn về phía tiểu đạo cô nương, ngươi có thể ngăn cản ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản những người sau lưng ta, đúng không? Vẻ mặt tiểu đạo không chút cảm xúc, ngươi nói nhảm nhiều quá. Quan Thánh cười to, ông ta vung tay phải lên, người sau lưng ông ta lập tức muốn ra tay, lúc này, mười mấy hơi thở mạnh mẽ đột nhiên truyền tới từ chân trời, một khắc sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, phía sau người đàn ông trung niên còn có 10 người nữa. Người đàn ông trung niên này là bán bộ độn nhất cảnh. Sau lưng ông ta đều là cường giả quy nguyên phá giới cảnh đỉnh cao. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Người đàn ông trung niên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, cười khẽ tại hạ Lý Trần Phong của Võ Điện Liên Hiệp Điện ở Lục Duy, phụng lệnh Văn Điện chủ đến giúp đỡ Diệp công tử. Lục Duy. Diệp Huyên sửng sốt, sao Lục Duy lại xuống giúp đỡ thế? Những người xung quanh cũng hơi ngơ ngác, đặc biệt là tiểu đạo, nàng hoàn toàn không ngờ Lục Duy sẽ đến giúp đỡ. Quan Thánh ở phía xa nhìn chằm chằm Lý Trần Phong, Lục Duy các ngươi nổi điên gì vậy? Lý Trần Phong quay đầu nhìn về phía Quan Thánh, lạnh lùng nói, Diệp thiếu mà ngươi cũng dám động vào, lĩnh vực các ngươi đúng là tự cao. Diệp thiếu. Mọi người. Diệp thiếu. Sắc mặt của Diệp Huyên hơi kỳ lạ. Lục Duy này có gì đó sai sai. Nét mặt của mấy người A Mục cũng vô cùng kỳ lạ. Hôm nay thật sự quá quái lạ. Đầu tiên là thượng giới đến giúp đỡ, bây giờ lại là Lục Duy. Không bình thường cho lắm. Sắc mặt Quan Thánh ở phía xa vô cùng khó coi. Ông ta biết chuyện này có thể sẽ xuất hiện biến cố, nhưng không ngờ thượng giới và Lục Duy đều sẽ đến giúp đỡ Diệp Huyên. Quan Thánh nhìn chằm chằm Lý Trần Phong, tại sao? Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Lý Trần Phong, bọn họ đều tò mò, không biết vì sao vũ trụ Lục Duy lại xuống giúp đỡ. Lý Trần Phong hờ hững nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Không phải lĩnh vực các người muốn đánh nhau sao? Chúng ta đánh với ngươi. Quan Thánh cười gằn, nếu các người muốn chết, vậy ta sẽ cho các người được như ý. Dứt lời, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, một khắc sau, ông lão áo đen lập tức biến mất. Mà lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên đánh ra một quyền. Ầm. Trong nháy mắt, không gian mấy vạn trượng xung quanh lập tức nứt ra. Lý Trần Phong lùi lại mấy trăm trượng. Còn ông lão áo đen kia thì không lùi lại dù là nửa bước. Thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày, lại một cường giả bán bộ độn nhất cảnh xuất hiện. Lý Trần Phong nhìn ông lão áo đen, một khắc sau, ông ta biến mất, không gian trước mặt ông ta chợt nổ tung, ông lão áo đen ở phía xa vung tay phải đánh ra một quyền. Chỉ là một cú đấm đơn giản. Nhưng cú đấm này lại khiến không gian trước mặt lão ta trở nên hư ảo. Lý Trần Phong lại lùi thêm cả nghìn trượng. Phía xa, ông lão áo đen để tay phải sau lưng, lão ta tiến lên một bước, đưa tay về phía Diệp Huyên, vẻ mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, nhưng huyết dịch trong người hắn lại bắt đầu sôi trào. Đối mặt với cường giả thế này, hắn biết chỉ khi kích hoạt huyết mạch mới có thể đấu một trận. Vào khoảnh khắc huyết mạch của hắn sắp kích hoạt, Lý Trần Phong lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, trong mắt ông ta lóe lên vẻ dữ tợn, hai tay chắp lại, sau đó đưa về phía trước. Vụt! Chỗ tay đưa tới, không gian thoáng chốc nổ tung, một lực lượng mạnh mẽ dâng trào như thủy triều. Ầm! Ông lão áo đen bị lực lượng này ép dừng lại, lúc này, lão ta chợt trở nên hư ảo, mà Lý Trần Phong cũng biến mất theo. Ầm! Sau một tiếng nổ long trời lở đất, không gian xung quanh dần sụp đổ. Lúc này, Quan Thánh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười gằn, ngươi còn ai nữa không? Nếu không còn, thì ta vẫn còn đây. Dứt lời, một ông lão cầm gậy trúc đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta. Cường giả bán bộ độn nhất cảnh. Thấy cảnh này, đám người tiểu đạo phía xa thoáng chốc xa sầm mặt.
thực lực của lĩnh vực này mạnh hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Quan Thánh nhìn Diệp Huyên, cười nói, vẫn luôn nghe đồn ngươi có rất nhiều kẻ chống lưng, ví như cô gái váy trắng kia, ví như người đàn ông áo xanh từng làm âm linh tộc ta thiệt hại nặng nề đó, ngươi gọi bọn họ ra đây đi. Nghe vậy, Lý Trần Phong thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn Quan Thánh, giận dữ nói, con mẹ nó, ngươi bị ngu à? Gọi cô gái váy trắng. Lý Trần Phong rất sợ hãi người phụ nữ kia. Phải biết rằng thực lực của người bảo vệ Liên Hiệp Điện mạnh hơn ông ta không ít, nhưng kết quả thì sao? Kết quả vẫn là bị cô gái váy trắng giết chết trong một kiếm. Ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Bảo cô gái váy trắng xuất hiện. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia suýt hủy diệt vũ trụ lục duy chỉ bằng một kiếm đó. Gọi nàng ra đây hủy diệt thế giới à? Lĩnh vực này có thần tiên gì chứ? Quan Thánh nhìn về phía Lý Trần Phong, cau mày, có phải ngươi bị điên không? Lý Trần Phong nhìn chằm chằm Quan Thánh, ngươi biết cô gái váy trắng chứ? Quan Thánh lạnh nhạt hỏi, làm sao, lục duy của ngươi rất sợ nàng à? Lý Trần Phong nhíu mày, hơi khó hiểu, chẳng lẽ lĩnh vực của ngươi không sợ nàng? Quan Thánh cười nhạt, thật buồn cười, vì sao lĩnh vực ta phải sợ nàng? Lý Trần Phong đột nhiên quay đầu nhìn đám người Diệp Huyên, cô gái váy trắng ở hạ giới này rất khiêm tốn à? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó đáp, gần như chưa từng ra tay. Lý Trần Phong. Lúc này, cuối cùng ông ta cũng hiểu vì sao lĩnh vực không sợ cô gái váy trắng rồi. Đây rõ ràng là không biết nên không sợ mà. Lý Trần Phong nhìn về phía Diệp Huyên, không nhịn được hỏi, vì sao nàng lại khiêm tốn thế? Diệp Huyên nhún vai, ta cũng không biết. Lý Trần Phong. Lúc này, Quan Thánh kia cất tiếng hỏi, lục duy ngươi rất sợ nàng à? Lý Trần Phong nhìn về phía Quan Thánh, không, chúng ta không sợ nàng, nàng rất yếu. Ngươi cứ ra tay hết sức mình đi. Dứt lời, ông ta lao về phía ông lão áo đen. Lúc này, ông ta đã không muốn nhiều lời nữa. Vì ông ta biết có nói gì, Quan Thánh này cũng sẽ không tin. Mọi người. Quan Thánh lạnh lùng nhìn Lý Trần Phong, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, giết. Ông ta vừa dứt lời, ông lão cầm gậy trúc sau lưng lập tức đi về phía Diệp Huyên, mỗi một bước chân đều khiến không gian xung quanh chấn động, cùng lúc đó, một khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Huyên. Tiểu đạo hơi nhíu mày, đang định ra tay, nhưng một hơi thở mạnh mẽ thoáng chốc giam cầm nàng lại. Quan Thánh. Quan Thánh nhìn tiểu đạo, cười nói, tiểu đạo cô nương, người không nên ra tay thì tốt hơn. Tiểu đạo im lặng, nàng biết nếu mình ra tay, chắc chắn Quan Thánh sẽ ra tay. Lúc này, ông lão đã đi tới chỗ cách Diệp Huyên khoảng trăm trượng, lão ta nhìn Diệp Huyên, một uy lực vô hình xuất hiện. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, huyết dịch vốn đã lắng xuống trong người lại bắt đầu cuộn trào. Mà lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên đánh tới từ chân trời, một khắc sau, một tia kiếm quang chém thẳng xuống trước mặt Diệp Huyên. Uy thế của ông lão cầm gậy trúc thoáng chốc vỡ nát, sau đó, một tia kiếm quang chém xuống trước mặt Diệp Huyên. Người đến, chính là A-La. A-La đã đột phá cảnh giới và kiếm đạo. Thấy A-La, Diệp Huyên rất vui vẻ, nhưng cũng hơi cạn lời. Thật ra thì hắn cũng muốn ra tay. Hắn cũng muốn đánh một trận với cường giả bán bộ độn nhất cảnh trong truyền thuyết này. Vì sau khi hấp thụ tử khí của âm linh giới, hắn cũng không biết chiến lực của mình bây giờ là gì. Thấy A-La, Quan Thánh hơi nhíu mày, phá hư cảnh. A-La nhìn Quan Thánh, đúng vậy. Quan Thánh nhìn về phía ông lão cầm gậy trúc, ông lão nhẹ giọng nói, không đơn giản. A-La nhìn lão ta, một khắc sau. Nàng ta biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt. Không gian trước mặt A-La nứt ra, kiếm khí mạnh mẽ khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Dù là Diệp Huyên cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không ngờ hơi thở kiếm đạo của A-La lại mạnh như thế, xem ra kiếm đạo của nàng ta lại đột phá rồi. Mấy cường giả kiếm tông khác cũng nhìn về phía A-La, bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ trước thành tựu kiếm đạo của nàng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 103.